Rồi, alo, thì đã nhìn thấy rất là nhiều số 1 và mọi người đã nắm được thông tin rằng chúng ta sẽ có cái phần thưởng là ba câu hỏi đúng, ba câu hỏi hay nhất trong tối hôm nay do bác sĩ Nam Phương chọn ra thì sẽ được tặng ba tiết kem ẩm dành cho bé và giao vào cuối tháng 10 này nha. Hôm nay là buổi đào tạo về chuyên đề chàng da, tại vì cái sản phẩm mới của chúng ta sẽ là sản phẩm kem ẩm kép cho em bé, mà kem ẩm kép cho em bé thường á, là em bé bị chàng da hoặc em bé bị vấn đề về da rất là nhiều. Và Thủy thì làm bên team sữa mẹ thì cái vấn đề này rất thường xuyên gặp, và Thủy rất là mong muốn được có một cái buổi chia sẻ của bác sĩ Nam Phương dành cho các đại lý của mình về các cái kiến thức cơ bản của cách mà mình làm sao để mình chăm sóc, mình hiểu về cái chàng da để mà mình có thể chia sẻ cho các cái khách hàng của mình biết. Chứ nếu như mình không có biết gì, mình chỉ biết nó là biết sản phẩm thôi, nhưng không biết về cái bệnh, cũng như không biết về cái cách cơ bản của cái những cái cách làm sao để làm sao mình hỗ trợ khách hàng mình tốt nhất. Dĩ nhiên mình đâu phải là bác sĩ đâu, đúng không cả nhà? Mình chỉ là người bán sản phẩm thôi. Tuy nhiên chúng ta nếu như có kiến thức về về các loại bệnh chàng da thì sẽ dễ dàng hơn, và mình sẽ không có bị đi quá cái phạm vi mà chúng ta có thể hỗ trợ khách hàng. Hôm nay là Thủy rất là vui đã mời được bác sĩ Nam Phương đến chia sẻ cùng team chúng ta về bí mật của chàng da nha. Bây giờ thì nên phải bật cái độ hot. Ok, thì đã bật cái chế độ hot cho bác sĩ Nam Phương rồi. Ok. Alo, bác Nam Phương ơi, Nam Phương nghe thấy Thủy không? Phương đây. Thì thấy Phương không? Rồi rồi, thì nhìn thấy rõ cả nhà mình thấy bác Phương không? Cả nhà thấy quên số 9 đi. Nghe âm thanh rõ không cả nhà ơi? Đó. Rồi mọi người nhìn và nghe âm thanh rõ. Bác sĩ Nam Phương ơi, trước khi chia sẻ thì mình là Chi ha, trưởng ban đào tạo chăm sóc da ở bên Vipa, thay mặt cho Vipa, thay mặt cho phát Vipa. Cảm ơn bác Phương đã dành thời gian đến cái buổi Zoom ngày hôm nay để chia sẻ cho các mẹ bỉm sữa biết được các kiến thức chăm da cho bé như thế nào. Cảm ơn bác sĩ Nam Phương rất là nhiều nha. Với lại trong cái buổi chia sẻ thì ở bên công ty cũng sẽ có 3 phần quà cho ba bạn tương tác và đặt câu hỏi hay nhất. Thì bác sĩ Nam Phương là người chia sẻ cái buổi ngày hôm nay thì bác sĩ Nam Phương sẽ nhận diện được là ba câu hỏi nào hay nhất và sẽ là ba phần quà nào ba bạn nào xứng đáng để nhận ba phần quà đó. Cho nên cuối buổi nhờ bác Phương có thể nốt lại giùm cho mình cả ba bạn đó để mà mình gửi quà cho các bạn nha bác sĩ Nam Phương. Cảm ơn chị Chi rất là nhiều. Rồi. Mình chưa có biết cái thông tin này nên là mình chưa chuẩn bị, nhưng mà không sao. Trong quá trình mình chia sẻ thì mình sẽ nốt lại cái thông tin này. Dạ, bác sĩ Phương cứ thấy ai mà trả lời đặt câu hỏi bác sĩ cảm thấy cảm là cảm thấy hay nè, rồi bác sĩ cảm thấy bạn nào mà năng nổ chị kiểu như là giao tiếp nhiều với bác Phương nè, bác Phương cảm thấy quý ai, bác Phương cảm thấy thích ai, các Phương cứ cho quà thôi. Ok, cảm ơn Rồi, cái này chắc giao khó Zoom là xử quá. cho Này chắc giao nhờ Thủy quá chứ cái này cũng phải khó xử, tại vì tôi không biết thấy ai cũng dễ thương thế này sao rồi vậy. xin trao lại cái buổi Zoom này cho bác sĩ Nam Phương nghe. Cảm ơn chị Chi rất là nhiều. Đầu tiên thì Phương xin chào mọi người. Lần đầu tiên Phương xuất hiện ở trong môi trường của Viva nên là có chút hồi hộp chút xíu. Đầu tiên thì là Phương rất là biết ơn Thủy đã trao cơ hội cho Phương đến với gia đình Viva. Thì trước giờ Phương rất là ngưỡng mộ gia đình Viva, và các bạn trong công ty cũng trong gia đình Viva rất là nhiều, đặc biệt là rất là ngưỡng mộ sếp Jenny. Và hôm nay thì được sự cho phép của sếp Jenny cũng giống như là ban tổ chức của gia đình Viva đã có trao cho mình cái cơ hội để mình đến đây mình chia sẻ về chàm da, thì
Mình rất là biết ơn cái cơ hội này, thì mình hy vọng là sau cái buổi chia sẻ này của mình thì mong là các bạn có một chút xíu nào đó, chắc là cũng có thể là không không thể nào đầy đủ hết đâu, nhưng mà có thể một chút xíu nào đó để mình thấu hiểu hơn về chàm da. Và chúc mừng gia đình Viva của mình là sắp sửa có một cái sản phẩm rất là hữu ích và rất là cần thiết mà mọi người ai cũng trông, đó chính là kem ẩm nhà dành cho trẻ em. Thì Phương xin bắt đầu vào cái buổi chia sẻ ha. Dạ, Phương đón nhận những cái trái tim của các bạn trong trong chat ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn tạo động lực để bớt rung. Rồi, mình sẽ xin chia sẻ màn hình. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về bản thân chút xíu. Thì trong đây thì mình gặp được người quen rất là nhiều, từ các bạn bên cộng đồng Viva cũng như các bạn ở hệ thống tư vấn viên sữa mẹ Việt Nam, và gia đình Viva thì các bạn quen rất là nhiều. Thì chắc là cũng đã biết mình rồi thì mình cũng không có cần phải giới thiệu gì nhiều, thì mình chỉ là bác sĩ nhi khoa và bác sĩ gia đình. Rồi mình trong khoảng 4 năm gần đây thì mình có học thêm được những cái khóa học mà về dinh dưỡng toàn diện, rồi kèm theo là những cái khóa học về tâm sinh lý để hỗ trợ, và có khoảng 4-5 năm thực hành những cái lối sống lành mạnh và thiền. Nên là ngoài những cái kiến thức về góc nhìn về Tây y thì mình có thêm được một chút xíu nữa về những cái góc nhìn về dinh dưỡng học cũng như là về cái vấn đề về tâm lý để hỗ trợ cho các bé trầm da. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về viêm da cơ địa hay còn gọi là chàm da. Thì thông thường á thì khi mà mình trong Vipa thì chắc chắn là mình sẽ gặp các bé chàm da hoặc là người lớn bị chàm da rất là nhiều. Và khi mà mình hầu như ai cũng có mong muốn là mình sẽ hỗ trợ và chia sẻ cho mọi người, giúp cho mọi người có thể là thoát khỏi những cái gọi là cái khó chịu hoặc là những cái ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống đó. Thì hôm nay thì mình sẽ cái nhiệm vụ của mình đến đây thì chủ yếu là mình mong là mình chia sẻ những cái kiến thức về viêm da cơ địa một cách nó sâu hơn theo một cái góc nhìn của Tây y và kèm theo là dinh dưỡng, đến các bạn đi trong quá trình các bạn hỗ trợ và chia sẻ cho mọi người. Thì đầu tiên hết, cái bước đầu tiên là mình phải thấu hiểu về nó. Bởi vì mình nghĩ là khi nào mà mình thấu hiểu về chàm da thì mình hoặc là những mẹ mà có con chàm da đó mình trải qua rồi thì mình sẽ thấu hiểu nhiều hơn, và khi mà mình hiểu nhiều hơn thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người nó sẽ tốt hơn. Thì cái người đầu tiên á mà điều trị chàm da, đây là tên của người này là ở Nga ha, và cái tên đặt đầu tiên hết cho cái bệnh lý chàm da thì người ta được gọi là Eskin. Thì là cái người bác sĩ đầu tiên điều trị chàm da đã có từ năm 2500 năm trước rồi, chứ không phải là mới sau này thì mới có. Bắt đầu điều trị thì là bắt đầu khoảng năm từ 2500 năm trước rồi. Thì chàm da thì mình biết rồi, có nghĩa là trong y khoa thì cái tên gọi của chàm da đó chính là viêm da cơ địa mãn tính. Cái tên gọi chung thì trong cái viêm da cơ địa mãn tính thì nó có tới khoảng chừng 7 đến 8 loại lận, chứ không phải đơn thuần chỉ là chàm da không. Thì mình sẽ thấy trải qua những cái lứa tuổi khác nhau thì nó sẽ có những cái điểm khác nhau. Ví dụ như trẻ em thì thường là ở cái những cái sang thương mình hay gặp là ở vùng má, ở vùng nếp gấp, khuỷu tay, khuỷu chân, hoặc là có thể là trên thân người. Khi mà trẻ lớn lên đó, thì mình thường mình gặp ở những cái vùng cổ hoặc là nếp gấp, ở khuỷu tay khuỷu chân là nhiều hơn, nhưng mà ở người lớn thì đa số là mình sẽ gặp ở cái lòng bàn tay, lòng bàn chân, hoặc đôi khi ở vùng cổ hoặc vùng lưng. Thì cái lứa tuổi khác nhau thì nó sẽ có những cái vị trí tổn thương khác nhau. Và cái tính phổ biến của chàm da đó thì tới thời điểm hiện tại thì người ta thấy khoảng 5 đến 10 năm trở lại đây thì cái số lượng mà bệnh lý về miễn dịch và dị ứng càng ngày nó càng tăng nhiều hơn, và trong 5 đến 10 năm trở lại đây thì nó tăng tới khoảng 30 lần. Cái hình này là nó có cái hình mà không biết sao nó không không có hiện lên.
đó là cái về cái dịch tễ của viêm da cơ địa hiện giờ đó, thì người ta thấy là trong chỉ trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây là nó tăng đến 30 lần lận chứ không phải là 3 lần, nó khác hẳn với trước đây. Thì mình cũng có thể mình hoàn toàn giải thích được cái vấn đề này tại sao đã tăng dữ vậy, và hiện giờ có thể gọi là cái bệnh lý của nền văn minh hiện đại hiện giờ. Và các bé hiện giờ là bị rất là nhiều, nếu mà mình lên mạng mà mình chỉ cần đánh là chàm da thôi hoặc là viêm da cơ địa thì sẽ ra rất là nhiều những cái hội nhóm, và sẽ có rất là nhiều trẻ em hiện giờ. Thì Phương xin giới thiệu luôn là Phương đang đồng hành trong nhóm tư vấn viên sữa mẹ Việt Nam ở nhóm EC sức khỏe và EC chàm da. Thì trong nhóm EC sức khỏe thì ban đầu chỉ là vào để đồng hành với các mẹ về vấn đề sức khỏe của trẻ em thôi, nhưng mà trong quá trình đồng hành á, thì dần dần bệnh chàm da càng ngày xuất hiện nó càng nhiều, và hầu như là trên 50%. Và sau đó là thành lập luôn cả một nhóm chàm da. Thì hiện giờ thì các mẹ cũng tham gia join vào cũng rất là nhiều, và mình có đồng hành một một hướng dẫn cho một số mẹ đồng hành riêng á, thì mình đã trải qua những cái kinh nghiệm này. Thì đầu tiên là mình sẽ nhìn về cái góc nhìn của Tây y ha. Đây là một cái tài liệu của Bộ Y tế, phác đồ điều trị của Bộ Y tế, để mình hiểu về Tây y là như cái góc nhìn của chàm da và những cái lý thuyết của Tây y như thế nào. Thì đây là một cái phác đồ của Bộ Y tế mà áp dụng cho tất cả cả nước luôn. Thì tất cả các bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ da liễu hoặc là bác sĩ nhi khoa, thì khi mà điều trị chàm da thì mình sẽ hiểu về viêm da cơ địa. Thì mình xin chia sẻ lên đây cho mọi người ha. Thì trong đây là đầu tiên là định nghĩa viêm da cơ địa là một cái bệnh lý mãn tính, nó tiến triển từng đợt. Mãn tính là sao? Mãn tính ở đây là nó có ý nghĩa là nó kéo dài, nó không phải là cấp tính mà nó là một cái bệnh lý mãn tính. Cái từ viêm da cơ địa là mình hiểu là viêm da là đỏ da nè, cơ địa là nó thể hiện là những cái cơ địa dị ứng. Và cái từ mãn tính ở đây là có nghĩa là kéo dài, mà cái từ kéo dài này nó khác hẳn với cấp tính. Cấp tính thì nó sẽ tính cái đơn vị là vài tuần, thường là không thường là 2 đến 3 tuần thì nó sẽ giảm. Cái quá trình viêm cấp tính chỉ trong vòng 2 đến 3 tuần là thường nó sẽ tự cải thiện. Điều trị cũng vậy, mà không điều trị thì thường 2 3 tuần cái cấp tính nó sẽ được cải thiện. Còn cái mãn tính thì nó tính bằng tháng, đơn vị bằng vài tháng và vài năm, vài chục năm. Và đôi khi nó âm thầm nó chỉ biểu hiện Alo bác ơi, em xin lỗi bác, em dứt lời em không thấy slide nó chạy á. À, để Phương tắt màn hình, Phương share lại nha. Rồi, mọi người thấy được cái slide chưa? Rồi, mọi người thấy được cái slide ở trên màn Cái hình file chưa? Word đó chị, đang mở file Word. Đang mở file PDF. Đúng Đúng rồi, đang mở file PDF, đúng rồi, file rồi. PDF. Hồi nãy là Canva. À, vậy là giờ hiện qua cái file PDF rồi Dạ. đúng không? Thì cái này là phác đồ của Bộ Y tế. Thì để mình hiểu hơn về cái góc nhìn chàm da khi mà mọi các bé hoặc là người lớn mà đi khám bệnh á, thì thường là mình hiểu về cái góc nhìn của Tây y là nó như thế nào ha. Thì nó định nghĩa đó là viêm da cơ địa là một cái bệnh lý mãn tính kéo dài. Thì cái từ kéo dài ở đây có nghĩa là vài vài tháng, vài năm, và đôi khi nó sẽ không biểu hiện. Thì cái kéo dài đây mình có thể mình nhìn ở cái hình này thì nó sẽ dễ hiểu hơn nè. Đây, một người sinh ra mà có mang cái gen dị ứng, nếu mà một người sinh ra mà có mang gen dị ứng thì đây là một cái bức tranh tổng thể của một người có gen dị ứng, nó diễn ra qua những cái giai đoạn trong cuộc đời khác nhau. Ví dụ ở giai đoạn dưới 1 đến 3 tuổi thì người ta thấy là thông thường dưới 1 tuổi thì cái gen dị ứng nó biểu hiện ra ngoài bởi chàm da hoặc là dị ứng thức ăn, và nó chiếm tỷ lệ rất là cao, nó biểu hiện sớm. Ở trong những cái giai đoạn đầu đời, thường là dưới 3 tuổi á, thì nó sẽ biểu hiện sớm ở dạng chàm da hoặc là dị ứng thực phẩm. Sau đó đến giai đoạn khoảng chừng từ 1 đến 3 tuổi trở đi thì bắt đầu là nó biểu hiện ở dạng là viêm mũi dị ứng và hen suyễn, đó là hai cái đường màu xanh ở trên màn hình. Vậy thì mình sẽ nhìn lên cái màn hình này thì mình sẽ thấy là
Sau 3 tuổi trở đi á, thì cái tỷ lệ chàm da bắt đầu giảm từ từ. Cái đường màu đỏ và cái đường màu vàng là chàm da và dưỡng thực phẩm, hai cái này nó đi song song với nhau và nó giảm từ từ theo lứa tuổi. Và thường nó trải qua cái giai đoạn dậy thì là thông thường từ 10 đến 15 tuổi thì bắt đầu là nó giảm từ từ và nó còn lại khoảng 20 cho đến 30% ở người lớn. Ở người lớn ha. Và nó qua cái giai đoạn dậy thì bắt đầu là nó sẽ giảm là 10 đến 15 tuổi đó. Còn đối với biểu hiện ở trên đường hô hấp là viêm mũi dị ứng, viêm xoang hoặc là hen suyễn thì người ta lại thấy là từ 3 tuổi trở đi thì nó lại càng tăng. Và đa số người lớn của mình thì nó biểu hiện ở dạng là viêm mũi dị ứng. Và nếu mà gọi là cái từ mãn tính kéo dài á thì mình thấy là ở đây có nhiều khi các bé nó sẽ không biểu hiện ở dưới cái giai đoạn là từ mới sinh cho đến khoảng 3 tuổi, nhưng mà có thể 4 5 tuổi biểu hiện. Cũng có thể là 7 8 tuổi biểu hiện, cũng có người là tới hồi tới giai đoạn mang thai hoặc là sau khi sinh mới bắt đầu biểu hiện trầm da, thì nó có thể nó biểu hiện ở những cái giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Và nếu mà nó có điều cái gen này nè, cái gen dẫn này nè, thì nó có biểu hiện ở những cái dạng kiểu hình này. Nhưng nếu nó ở những cái điều kiện thuận lợi thì nó sẽ được bật lên bất cứ lúc nào, thì nó sẽ biểu hiện ra sớm hay muộn là tùy vào những cái điều kiện thuận lợi trong cơ thể, thì nó sẽ được biểu hiện sớm hơn, nó sẽ được bật ra sớm hơn. Còn nếu mà nó không có điều kiện thuận lợi thì nó sẽ ở đó và nó sẽ được tắt đi, thì nó sẽ không biểu hiện. Còn nếu đủ điều kiện thuận lợi thì nó sẽ biểu hiện ra, và khi biểu hiện ra thì nó có thể biểu hiện ở dạng viêm da cơ địa, dị ứng thực phẩm hoặc là viêm mũi dị ứng, viêm xoang hoặc là hen suyễn. Thì mình nhìn một cái bức tranh tổng thể này để mình hiểu là có nhiều bé dưới 1-2 tuổi thì nó biểu hiện chàm, sau đó thì nó giảm nó hết, nhưng mà nó lại chuyển qua viêm mũi dị ứng hoặc là hen suyễn thì nó càng ngày nó càng tăng. Hoặc là đôi khi mình thấy là có nhiều người lên cấp 2, cấp 3 bắt đầu nó mới biểu hiện ra. Thì qua từng cái giai đoạn trong cuộc đời, ví dụ như là dậy thì nè, hoặc là mang thai nè, hoặc là những cái giai đoạn mà mình stress này kia đó, thì cái cơ thể của mình nó sẽ khác nhau về cái hormone, hoặc là mình thay đổi môi trường sống đó thì nó sẽ khác nhau, thì nó sẽ có khả năng là bật hoặc là tắt cái gen nó đi. Thì đây là thể hiện cho cái sự gọi là mãn tính kéo dài, nó là như vậy. Và mình có một cái bức tranh tổng thể của viêm da cơ địa để mình nhìn tổng thể, chứ thường mình nhìn hiện tại không, phải ví dụ như các bé chàm da mình nhìn hiện tại không à, nhưng mà mình không có biết là diễn tiến sắp tới nó như thế nào. Vậy nếu mà mình có cái thấu hiểu về bệnh chàm da đó, mình hiểu về nó, mình có những cái phương pháp mình hỗ trợ điều trị, thì nếu mà mình điều trị sớm dưới 2-3 tuổi thì nó có khả năng cái gen này nó không có bật lên và nó tắt luôn, thì những cái bức tranh phía sau này thì thường là nó sẽ không có diễn ra. Còn nếu mà mình không biết đó, thì nó cứ diễn tiến âm thầm vậy thôi. Thì bên y khoa thì người ta trả lời như thế nào nếu mà có bé đi khám bệnh đó? Thường đó là các bé sẽ được cho thuốc khoa, corticoid hoặc là dưỡng ẩm, hoặc là kháng sinh nếu có nhiễm trùng. Và bác sĩ nói là không có cần kiêng cữ gì hết. Một số bác sĩ kiêng một số món đi dị ứng. Và từ từ tới khoảng 4 5 tuổi thì con giảm khoảng 50%, và sau 10 tuổi thì con sẽ giảm đi khoảng chừng 80%. Thường là sẽ được trả lời như vậy. Thì mình nhìn trong cái phác đồ này mình sẽ thấy cái điều đó ha. Rồi mình nói tiếp là cái viêm da cơ địa thì thường bắt đầu ở trẻ nhỏ với đặc điểm là ngứa và có tổn thương dạng chàm. Bệnh xuất hiện ở những cá thể có tiền sử bản thân hoặc gia đình mắc các bệnh có yếu tố dị ứng như hen suyễn, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, sẩn ngứa, dị ứng thuốc hoặc mề đay. Và nguyên nhân ở đây thì người ta đưa ra hai cái nguyên nhân chính. Một là từ cái yếu tố môi trường đóng vai trò chủ yếu. Thì yếu tố môi trường đóng vai trò chủ yếu là gì? Là ô nhiễm môi trường nè, và các dị nguyên, ví dụ như là bụi nè, những cái lông của những cái con động vật mình nuôi á, ví dụ chó mèo hoặc là những cái lông chuột hoặc là cánh dán chân dán này kia trong nhà, rồi quần áo mình mặc nè, và những cái đồ dùng gia đình. Và nó có cái tính di truyền là sao, là yếu tố di truyền là nếu mà ba mẹ có cái gen dị ứng thì người ta thấy là nếu ba hoặc mẹ có gen dị ứng thì con sẽ được truyền cái gen dị ứng đó qua khoảng 60%. Còn nếu mà cả bố và mẹ đều bệnh hết thì khi mà đẻ con ra đó, thì con mang khoảng 80% cái gen bệnh. Còn nếu ba mẹ đều không có cái gen dị ứng hết mà con sinh ra trong khoảng chừng 5 đến 10 năm trở lại đây thì sinh ra có khả năng con cũng có những cái lỗi gen dị ứng này khoảng 20% rồi.
Bởi vì người ta thấy trong vòng 10 năm trở lại đây thì tỷ lệ bệnh dị ứng và miễn dịch đã tăng lên tới 30 lần, và đây là những cái nguyên nhân vì sao nó tăng nhiều, đó là chính là tình trạng ô nhiễm môi trường và cái tình trạng dinh dưỡng hiện giờ theo hướng công nghiệp quá là nhiều. Với những cái quảng cáo truyền thông thì càng ngày những cái dinh dưỡng của mình nó theo cái hướng là công nghiệp quá, nên là lý do vì sao mà những cái gen dị ứng này nó càng được bật lên sớm hơn và nhiều hơn, thì đó là nguyên nhân ha. Rồi về phần chẩn đoán thì người ta chia ra làm hai cái giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn ở trẻ nhũ nhi, đó là ở giai đoạn còn nhỏ thì thường là nó sẽ khởi phát sớm, có thể là sau sinh, và nó thể hiện những cái đám đỏ da rồi này kia đó, thì mình biết là cái này nó là viêm da rồi. Và những cái vị trí hay gặp thì hồi nãy trong hình thì mình cũng có nói rồi ha. Và trẻ có thể dị ứng với một số cái thức ăn. Ở đây thì người ta đưa ra là những cái loại ví dụ như là sữa công thức nè, là đạm bò đó, hải sản nè, thịt bò nè, thịt gà nè. Hoặc khi không ăn các thức ăn dị ứng thì bệnh viêm da cơ địa giảm rõ rệt. Và thường cái đặc điểm là nó hay tái phát, tái đi tái lại, và nó kéo dài và rất nhạy cảm với những cái yếu tố của môi trường, ví dụ như là tiêm chủng, tiêm vaccine đó. Các bé sau tiêm vaccine là nó có khả năng nó khởi phát chàm, thay đổi khí hậu, môi trường sống, đặc biệt là ở vùng miền này gặp cái này rất là rõ luôn. Nó có nhiều mùa trong năm, thì những cái mùa ví dụ như là những cái mùa mà nóng thì nó sẽ làm mất nước nhiều, hoặc là mùa lạnh thì nó sẽ làm khô da, thì nó sẽ bắt đầu nó khởi phát chàm. Rồi cái tình trạng mọc răng hoặc là những cái tình trạng nhiễm trùng nó cũng làm khởi phát, những cái đợt ốm của con nó cũng làm bùng phát, bởi vì khi đó là cái hệ miễn dịch của con nó đang được kích hoạt, nó đang bị rối loạn. Rồi thì người ta nói là hầu hết nếu mà chàm da ở các bé thì thường nó sẽ giảm dần và nó khỏi ở giai đoạn sau 2 tuổi trở đi. Đó là một cái mà người ta đã đưa ra cho mình như vậy. Rồi viêm da cơ địa ở trẻ em thì thường là từ khoảng chừng 2 tuổi trở lên đó, thì nó là bắt đầu là nó tính là viêm da cơ địa trẻ em, thì thường là có thể là nó kéo dài từ cơ địa nhũ nhi chuyển sang, hoặc là tới giai đoạn này thì bắt đầu nó mới bùng phát ra. Rồi những cái nơi gặp thì hồi nãy có nói rồi nha, và bệnh trở nên cấp tính khi trẻ tiếp xúc với những cái dị nguyên, ví dụ như là lông lông của chó mèo, lông chuột và này kia đó, hoặc là da cầm nè, hoặc là quần áo của con bận, là những cái đồ len thì cũng hay bị dị ứng. Rồi 50% thường con sẽ được khỏi khi được 10 tuổi, 10 tuổi thì có thể khỏi ha. Rồi 50%. Rồi người ta chia ra thêm một cái giai đoạn nữa là viêm da cơ địa ở người lớn và thiếu niên. Thì thông thường là ở người lớn thiếu niên thì thường vị trí hay gặp là chủ yếu lòng bàn tay, phần chân, hoặc là ở phần lưng, phần cổ thì hay gặp ở những cái phần này, thì thường là gặp ở khoảng 20% đến 80% là ở người lớn. Rồi mình đi tiếp ha, mình lướt lướt nhanh cái chẩn đoán thì không cần đâu, mình đi tới cái phần điều trị của bên Tây y, người ta điều trị như thế nào nè. Cái nguyên tắc điều trị của bên Tây y là người ta sẽ dùng thuốc dưỡng ẩm, thuốc chống khô da, dịu da hay còn gọi là dưỡng ẩm đó. Rồi người ta sẽ chống nhiễm trùng bằng cách là có thể là những cái đợt bội nhiễm thì có thể dùng kháng sinh, người ta dùng chống viêm bằng corticoid và tư vấn cho người nhà biết cách điều trị và phòng bệnh. Đó, thì ví dụ như là điều trị phòng bệnh ở đây là người ta hướng dẫn cho tắm nè, người ta kêu là lựa chọn những cái xà phòng nào mà có ít chất kiềm, cái pH nó phù hợp với pH da. Rồi tắm hàng ngày bằng nước ấm ha. Rồi sau khi tắm thì dùng kem dưỡng ẩm cho con. Về thuốc thì người ta khuyên là dùng cái kháng viêm, tùy theo cái độ tổn thương của con và cái mức độ nặng của con mà mình dùng những cái liều kháng viêm nó sẽ khác nhau. Bởi vì kháng viêm dùng trong chàm da thì nó có tới ba loại lận. Thứ nhất là loại nhẹ, thường là ở những cái vùng da mỏng, ví dụ như là trên mặt nè, thì thường là dùng hydrocortisone thôi. Còn những cái vùng da dày, ví dụ như là trên tay, trên chân, thì mình có thể mình dùng những cái loại kháng viêm mạnh hơn, mức độ trung bình. Còn kháng viêm mà mức độ nặng á, mạnh á, thì thông thường á, khi nào con kháng với corticoid thì người ta mới chuyển qua, hoặc là người ta hỗ trợ thêm cái thuốc ức chế miễn dịch tập tacrolimus, là cái thuốc mà nó mạnh hơn khi nào nó kháng với corticoid, là dùng corticoid nó cũng bị hoài luôn, thì có khả năng nó sẽ người ta sẽ chuyển qua cái loại này. Và nó cái tên của nó là thuốc ức chế miễn dịch, có nghĩa là nó ức chế cái quá trình viêm. Thì bình thường thì có những cái tác nhân bên ngoài nó gây viêm, bây giờ mình ức chế cái viêm đó thì nó không biểu hiện, nhưng mà mình ngưng thuốc thì nó sẽ bị tái lại. Vậy thì nói tới đây, phần Tây y là nói tới đây
rồi Tây y đưa ra những cái loại thuốc này kia về dị ứng, về corticoid dùng gì ha cho mình biết, thì đi tới đây thì mình thấy là chủ yếu là điều trị thôi, còn cái gốc của vấn đề là do cái gen dị ứng thì Tây y không có đề cập và không có giải quyết được, giống như là phải chịu vậy đó, là cái diễn tiến mỗi bé nó sẽ khác nhau và phải phải theo diễn tiến vậy thôi, thường là tới khoảng chừng 10 tuổi thì nó giảm, hoặc là đôi khi một số trường hợp còn lại là khoảng 20 đến 30% là người lớn vẫn còn, hoặc là nó chuyển sang hen suyễn hoặc là viêm mũi dị ứng, thì Tây y không có cắt được cái gốc ở đây. Rồi mình nói là tiến triển thì 70% trẻ bị sẽ bị viêm da cơ địa sẽ khỏi khi lớn lên, còn lại 30% là kéo dài dai dẳng nè, giống như cái hình mới thì mà mình đã chiếu cho mọi người xem, và khoảng 30 đến 50% người bệnh viêm da cơ địa sẽ xuất hiện thêm các bệnh dị ứng khác, ví dụ viêm mũi dị ứng hoặc hen phế quản. Thì đây là cái hình mà một cái bức tranh tổng thể, một cái bức tranh tổng thể ha, để mình hình dung được một người mang gen dị ứng là như thế nào. Đây. Và khi mà mình khám bệnh chàm da thì mình luôn đưa cái hình ảnh để cho mọi người hiểu được cái diễn tiến của chàm da nó như thế nào, chứ không phải là nó và tùy vào cái lứa tuổi và nó diễn tiến từng cái giai đoạn, miễn sao là nó có cái yếu tố thuận lợi. Yếu tố thuận lợi ở đây là gì, là môi trường ô nhiễm, là thức ăn, tại vì hai cái đường đó là mỗi ngày nó hỗ trợ cho cái sự sống của mình, ngày nào mình cũng ăn hết, ngày nào mình không ăn hết, đây là cái thức ăn mình đưa vào là một, cái thứ hai nữa là cái môi trường, cái không khí mà mình hít thở là hai, là hai cái yếu tố chính từ bên ngoài đưa vào cơ thể mà nó sẽ tác động lên cái gen, nó có khả năng là bật hoặc là tắt cái gen, thì cái này là Tây y không có hỗ trợ. Vậy thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm về cái phần này. Rồi các bạn có mong muốn là tìm hiểu thêm cái phần gốc này không? Nếu có thì các bạn comment là có, để cho mình biết mình có cái năng lượng mình chia sẻ tiếp ha. Tìm hiểu thêm về cái gốc của chàm da đó chính là mình tác động vào cái gen dị ứng này, để mình tắt cái gen sớm, mình không cho nó biểu hiện. Tìm hiểu cái điều kiện nào mà cái gen này nó sẽ biểu hiện. Rồi, thì đây là một cái diễn tiến tự nhiên của chàm da và có sự liên quan tới đến nhau, thì nãy giờ mình cũng đã nhắc đi nhắc lại rồi. Chàm da thì có thể kèm với dị ứng thực phẩm và diễn tiến nó có thể chuyển qua hen suyễn hoặc là viêm mũi dị ứng khi lớn hoặc là kèm theo ha. Thì cái lý do vì sao mà cái hình đó, tại sao mà từ 0 tuổi cho đến 3 tuổi cái tỷ lệ viêm da cơ địa nó càng ngày nó càng tăng và dị ứng thức ăn càng ngày càng tăng như vậy đó. Thì lý do là dưới 2-3 tuổi trở đi thì dưới 3 tuổi thì cái hệ đường ruột của con nó chưa có hoàn thiện. Và đây là hai cái hình để mình hiểu được lý do vì sao mà từ 0 tuổi đến 3 tuổi mà các bé bị chàm da nó biểu hiện sớm và nhiều như vậy. Khi mà các bé mới sinh ra cho đến khoảng 1-2 tuổi thì cái đường ruột của con nó chưa có hoàn thiện. Những cái lông ruột nó còn có những cái khoảng hở và nó chưa có mọc đầy đủ. Thì chính vì những cái khoảng hở này thì nó sẽ làm cho những cái thức ăn nào mà nó chưa có tiêu hóa hết, đó là đặc biệt là những cái chuỗi đạm mà nó rất là khó tiêu và nó cấu tạo bởi những cái chuỗi ta gọi là chuỗi đạm beta, nó là bởi vì nó có rất là nhiều cái phân tử nhỏ nhỏ axit amin nên là nó khó tiêu lắm và nó cắt không có hết, bởi vì các bé nó chưa có đủ cái lượng enzyme để mà nó tiêu hóa hết được cái lượng đạm này. Thì những cái lượng đạm này nó có ở đâu, nó có ở trong đạm bò, thì nó có ở trong sữa công thức, rồi nó có trong những cái sản phẩm từ sữa, nó có trong đậu phộng, nó có ở trong hải sản hoặc là một số loại cá biển mà là cá biển không có được tươi á, rồi nó có ở trong những cái một số loại hạt đó, thì đó là những đó là những cái loại hạt, những cái loại đạm mà nó khó tiêu thì nó chưa có tiêu hóa hết, đôi khi nó sẽ rò rỉ qua những khoảng hở này và nó là một trong những cái yếu tố đầu tiên gây viêm trong cơ thể của bé. Nên là cái tỷ lệ mà các bé hiện giờ giảm cái tỷ lệ nuôi con sữa mẹ thì sẽ tăng cái tỷ lệ dưỡng đạm bò lên rất là cao, và lý do vì sao mà các bé hiện giờ chàm da rất là nhiều. Nên là cái công tác mà cái dự phòng hỗ trợ cho các bà mẹ nuôi con sữa mẹ từ 2 năm đầu đời nó rất là quan trọng ha.
thì do thứ nhất là cái đường ruột của con nó chưa hoàn thiện, thì đến khoảng 2-3 tuổi trở đi thì cái đường ruột của con dần dần những cái lông ruột này nó được phủ kín và nó hoàn thiện, và giữa các lông ruột này nó sẽ gắn chặt với nhau bởi những cái liên kết, người ta gọi là liên kết pa. Liên kết pa nó dính chặt với nhau như vậy nào, nó giống như là những cái trạm an ninh mà khi mà các bạn lên máy bay á, phải đi qua những cái trạm an ninh này thì mới lên được máy bay, thì nó dính chặt với nhau, nên là chỉ có những cái chất nào mà nó đã được tiêu hóa hoàn toàn thì nó được hấp thu vào, và những cái chất nào là dinh dưỡng thì nó mới hấp thu vào, còn phần còn lại thì nó sẽ được đào thải ra phân. Còn dưới 3 tuổi thì hầu như không có những cái khoảng hở này, thì rất là dễ rò rỉ qua những cái khoảng hở này vào, và nó là một trong những cái yếu tố lạ của đường ruột và nó gây viêm ngay tại đường ruột ở đây. Và cái da bên ngoài chỉ là một cái biểu hiện bên ngoài thôi, mình không có thấy được cái đường ruột bên trong, mà cái da là cái sự lộn ra ngoài của cái đường ruột bên trong, ta nói là cái hệ da mình nè, là do cái hệ ruột nó lộn ra ngoài, nên là nó thể hiện cho cái tình trạng của cái hệ tiêu hóa của bên trong, cái tình trạng da mình là thể hiện cho cái tình trạng hệ tiêu hóa bên trong. Và mình nhìn ở đây thì mình mới hiểu lý do vì sao dinh dưỡng nó rất là quan trọng, cái ngày nào mình cũng ăn hết á, thì cái dinh dưỡng nó là ảnh hưởng đầu tiên nó tạo ra cái phản ứng viêm ngay tại đường ruột. Đối với các bé mà mới sinh ra mà không được bú mẹ đầu tiên thì cái sữa non, những cái kháng thể sữa mẹ nó không có trám vào những cái khoảng hở này được, thì những cái đại loại đạm bò này, này kia đó, trong sữa công thức thì nó có thể là nó rò rỉ qua đây, nó chưa có tiêu hóa hết được lượng đạm đó, thì nó sẽ gây dị ứng đạm ngay tại đây, và nó sẽ kích hoạt cái dị ứng hay là còn gọi là kích hoạt cái tràm da này lên rất là sớm. Thì tới 3 tuổi trở đi thì khi nào mà nó hoàn thiện cái đường ruột này thì cái da bên ngoài con nó sẽ giảm dần. Còn nếu mà tới giai đoạn 3 tuổi trở đi mà nó chưa có hoàn thiện được, cái đường ruột nó vẫn còn hở giống như cái hình đầu tiên, bởi vì có một số lý do nó làm hở cái đường ruột này, thì tràm da nó vẫn còn và nó kéo dài. Thậm chí người lớn mình nó có một cái hiện có một cái cơ chế nó gọi là cơ chế rò rỉ ruột, thì cũng giống như các bé nhỏ nó có cái cơ chế hở ruột, thì người lớn mình nó có cái cơ chế viêm, đó là cơ chế rò rỉ ruột. Lý do vì sao người lớn bị chàm là cũng là từ đây. Thì điều trị chàm là mình phải điều trị cái đường tiêu hóa này, mình phải chữa lành cái đường tiêu hóa này, và mình phải điều trị được cái rò rỉ ruột để giúp cho cái các lông ruột nó dính chặt với nhau, nó liên kết thành một cái hàng rào vững mạnh như vậy nè, nó liên kết chặt với nhau, thì lúc đó chàm da bên ngoài nó sẽ giảm. Còn nếu không nó cứ đào thải ra bên ngoài, nó cứ viêm ngay tại đường ruột, và những cái yếu tố gây viêm thì nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài bằng bốn cái hình thức: chàm da, dị ứng thức ăn, hen suyễn, viêm xoang hoặc là viêm mũi dị ứng. Rồi ở đây là một trong những cái khay ha, những cái khay để mình hiểu hơn về chàm da đó, là chữa lành chàm da là phải chữa lành đường ruột. Và đặc điểm hệ niêm mạc ruột của trẻ nhỏ thì người ta thấy rất là rõ luôn. Thứ nhất là hệ vi sinh vật là hệ lợi khuẩn đó, nó rất còn rất là mạnh, nó chưa có hoàn thiện và nó được hoàn thiện dần trong 3 năm đầu tiên. Nếu con được bú sữa mẹ thì con sẽ được hoàn thiện cái hệ lợi khuẩn này rất là tốt. Nhưng nếu con không được dùng sữa mẹ thì cái lợi khuẩn đó là những cái khuẩn của không phải là từ sữa mẹ. Cái thứ hai nữa là trong quá trình mà những cái đợt mà con ốm thì các bé dùng kháng sinh đó, thì nó cũng làm tiêu diệt một phần những cái lợi khuẩn này, nó cũng ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của con. Rồi nó rất là dễ bị dị ứng thực phẩm bởi cái đường ruột này, bởi vì nó hở nè, nên là những cái phân tử đạm nó chưa có tiêu hóa hết thì nó sẽ được hấp thu nguyên vẹn vào, và nó là yếu tố gây viêm đầu tiên ở đường tiêu hóa. Rồi những cái kháng thể IgA trên niêm mạc ruột nó cũng còn rất là thấp. Nhưng nếu con được bú mẹ thì cái kháng thể IgA trong sữa mẹ nó hỗ trợ thêm và nó hoàn thiện cái đường ruột này cho con. Thì đối với các bé mà trong cái giai đoạn mà mới sinh cho đến sau á, thì nếu mà được á, thì mình nên hỗ trợ, mình khuyên mẹ là nên duy trì sữa mẹ đủ thời gian, hoặc là mình sẽ hỗ trợ cho mẹ cái cách nào trở về sữa mẹ thì nó sẽ tốt hơn. Rồi. Thì đây là cái hình ảnh cho mình thấy là cái hoàn thiện của đường ruột và nó sự liên kết chặt trong 1.000 ngày đầu đời. Vậy thì cái lỗi gen nó không phải là sinh ra rồi con mới có chàm da, hoặc con mới bị ảnh hưởng với môi trường hoặc này kia. Nhưng cái lỗi gen này nè, cái gen mà nó bị lỗi là nó từ trong quá trình mang thai, là nó được hình thành từ trong quá trình mang thai chứ không phải là sinh ra thì nó mới bị ha. Thì nên là cái quá trình mang thai, một phần cái thức ăn của mẹ và cái môi trường mẹ sống, cái thức ăn, cái tinh thần của mẹ nó cũng ảnh hưởng lên cái chuyện hình thành gen từ trong bên trong bào thai. Và sinh ra nếu con có những cái điều kiện thuận lợi thì cái gen này nó bật lên, còn nếu không có những cái điều kiện thuận lợi từ môi trường, từ thức ăn, từ tinh thần rồi này kia bên ngoài thì cái gen này nó sẽ được tắt đi.
Nên là trong cái thời gian mà ăn dặm 2 năm đầu đời nó cực kỳ quan trọng để nó hoàn thiện cái hệ tiêu hóa. Rồi, vậy thì bây giờ mình tóm lại nguyên nhân của trầm da đó chính là con có cái lỗi gen, và cái gen này đó là nó làm nó hình thành cái đột biến và nó mất đi những cái chất mà nó dính chặt những cái lớp tế bào da với nhau, với các tế bào da nó bị hở. Đó thì nó sẽ gây ra quá trình viêm, nó dễ bị viêm. Và cái yếu tố viêm này nó được kích hoạt bởi những cái yếu tố môi trường bên ngoài hoặc là từ thức ăn. Nó có hai con đường nha, một là môi trường bên ngoài, hai là từ cái đường tiêu hóa của mình. Thì từ hai cái con đường này mà nó làm tạo nên cái cơ chế gây viêm, mà chính cơ chế viêm này nó được tạo ra, thì nó sẽ kích hoạt cái gen dị ứng này lên. Và đặc điểm của các cái chàm là gì? Là cái hệ miễn dịch của con nó bị rối loạn. Rối loạn là sao? Là nó sẽ phản ứng gấp từ 4-5 lần cho đến 90 lần so với một em bé mà không có mang cái gen dị ứng. Nghĩa là nó bị rối loạn, hay nó phản ứng rất là mạnh với những cái tác nhân thật sự nó là thông thường thôi. Dị ứng là phản ứng bất thường với những tác nhân thông thường. Và những tác nhân thông thường đó là cái gì? Nó có thể là từ thức ăn nè, nó có thể từ những cái hóa chất trong xà bông giặt nè, rồi nước xả vải nè, những cái hóa chất mà dạng mùi á nó lưu lại rất là lâu, hoặc là những nước hoa, hoặc là thuốc lá, rồi khí hậu thời tiết, hoặc là những cái bụi mịn trong ô nhiễm trong không khí, hoặc là nấm mốc phấn hoa đó. Thì nó là tất cả những cái dị nguyên này là những cái mà thông thường thôi mình gặp xung quanh mình nè. Ví dụ như là bụi mặt nhà hay trên giường con nằm là cái tấm ra con nằm, hoặc là cái nệm con nằm là cái gối con nằm, cái gấu bông của con ôm nè, hoặc là đồ chơi của con nè, đó nó cũng là những cái dị nguyên. Nhưng mà do cái hệ miễn dịch của con nó rối loạn rồi nên nó phản ứng rất là mạnh, thì nếu mà nó phản ứng mạnh thì nó sẽ tạo ra cơ chế viêm. Còn đối với bé mà không mang gen dị ứng thì nó phản ứng bình thường, nó không có tạo ra cơ chế viêm. Tại vì có cơ chế viêm nó sẽ bật cái gen này lên. Tại khi mà mình hỗ trợ cho trầm da đó thì mình phải can thiệp vào những cái yếu tố môi trường, yếu tố về thức ăn này thì nó mới tắt được cái cơ chế viêm. Mẹ Thì tắt được cơ chế anh đi viêm một của tí thức đi xem ăn. mẹ liền. Mẹ về liền. Khi mà tắt được cơ chế viêm thì nó sẽ tắt được cái gen này, thì dần dần cái gen này nó không còn biểu hiện ra, và kèm theo hệ tiêu hóa của con nó hoàn thiện rồi thì lúc đó chàm nó sẽ được cắt đuôi. À, hôm rồi nghe sếp có nói là cắt đuôi chàm đó, thì cái chàm này nó sẽ được cắt đuôi. Còn nếu mà những cái yếu tố này nó vẫn còn thì nó vẫn gây ra cái cơ chế viêm trong cơ thể, thì cái gen này nó vẫn bật lên thì chàm nó vẫn còn tồn tại. Vậy thì nãy giờ mình nói những cái vai trò quan trọng ảnh hưởng đến cái chuyện mà bật tắt cái gen đó. Thì đầu tiên cái chìa khóa đầu tiên mình nhớ hồi nãy là cái đường tiêu hóa ha. Hai nữa là môi trường, đó là hai cái yếu tố ảnh hưởng. Rồi, vậy thì cái gen này là nó đã được hình thành từ trong quá trình mang thai rồi. Nếu mà bà mẹ có những cái điều kiện thuận lợi thì nó sẽ tạo ra cái lỗi gen này. Vậy thì những cái điều kiện thuận lợi đó là cái gì? Thì ở đây là cái hình ảnh là nó bao gồm là những cái ảnh hưởng của môi trường nè, của stress nè, cái tinh thần của bà mẹ đôi khi sinh con mà đi siêu âm này kia bác sĩ có cái gì đó là về lo lắng, hoặc là trong quá trình mang thai mà mối quan hệ của mình nó không có được tốt, hoặc là công việc nó áp lực này kia, thì chính cái tình trạng stress đó nó cũng là một cái yếu tố ảnh hưởng. Rồi chế độ ăn của mẹ nè, rồi cái lối sống của mẹ, rồi những cái thuốc mà mẹ dùng, rồi cái vận động mẹ này có vận động không, cái vận động thể dục thể thao gì hay không, rồi tình trạng về mối quan hệ xung quanh của mẹ nó như thế nào. Thì tất cả những cái yếu tố này nó đều tác động lên cái quá trình hình thành bào thai, và đặc biệt là cái dinh dưỡng của bào thai là nó được hưởng trực tiếp từ mẹ. Mẹ ăn cái gì thì trong cái máu của mẹ là nó chạy đó, được di chuyển qua cho con nhận cái dinh dưỡng từ máu mẹ, rồi sau đó nó trở lại cơ thể của mẹ. Nên là mẹ và con là chung, là giống như gần chung là một luôn vậy đó. Nên là quá trình mang thai nếu mà mình biết những cái kiến thức này thì mình có thể mình dự phòng cái chàm da khi con sinh ra luôn. Có thể là mình có bắt được cái gen dị ứng khi các bé sinh ra, thì nó có những cái chế độ ăn dành cho bà mẹ mang thai, ví dụ như là chế độ ăn Địa Trung Hải, hoặc là giúp cho bà mẹ về hít thở, vận động rồi này kia để giúp cho cái tinh thần cải thiện về tinh thần, thì nó sẽ dần dần nó sẽ không có bật cái gen này lên sau khi quá trình sau quá trình sinh ha. Thì đây là tất cả những cái yếu tố ảnh hưởng trong
trong quá trình mang thai, và người ta thấy là nó qua tới ba thế hệ lận chứ không phải là một thế hệ không đâu. Thứ nhất là bà mẹ mang thai, mà cái hình này cho thấy là ví dụ như bà mẹ có tiếp xúc với môi trường ô nhiễm hoặc bà mẹ này hút thuốc lá đi, thì nó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé bên trong của bào thai, và nó ảnh hưởng đến cái tế bào mầm sinh dục của đứa bé. Nên là khi mà đứa bé này lớn lên và mang thai mà sinh ra đứa con, thì cái đứa con của đứa bé này nó còn có khả năng là nó bị cái gen đó, nó cũng bị ảnh hưởng, nó được di truyền ba thế hệ là, chứ không phải là chỉ có cái lúc mà mẹ mang thai không đó. Nên là cái gen này nó được di truyền qua tới ba thế hệ là. Tại vì khi mà mình mang thai đó là mình phải chuẩn bị trước, mình có những cái kiến thức tiền sản, mình có kiến thức về nuôi con sữa mẹ, mình có kiến thức về dinh dưỡng, có kiến thức về chăm sóc thân tâm, thì nó sẽ rất là tuyệt vời, sẽ hạn chế rất là nhiều. Thì cái đó là cái phương pháp mà dự phòng từ gốc. Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái đặc điểm của chàm da. Nãy giờ mình nói về đường tiêu hóa ha, mình nói về những cái yếu tố bậc cấp gen là hai cái ý chính. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái làn da của con để mình biết được là những cái gì thoa lên làn da của con nó ảnh hưởng như thế nào. Rồi các bạn tới đây các bạn nắm được không? Các bạn có hỏi gì không? Không thôi để mình đi hoài thì sợ các bạn không, bây giờ không có bắt kịp. Tới đây thì các bạn có thắc mắc, có hỏi gì không? Thì mình dừng lại ở đây một chút ha. Rồi bạn Đào Lan có nói là nhà em có bốn bé thì có ba bé bị chàm. Đúng là lúc mang bầu con dinh dưỡng của mẹ không đủ, còn cái tinh thần bất ổn. Dạ. Mình dừng lại ở đây một chút xíu để cho các bạn có câu hỏi, hoặc là nãy giờ trong quá trình mình chia sẻ có gì không hiểu thì hỏi. Nãy giờ mình nói thì các bạn có nắm được không? Có dễ hiểu không hay là có khó hiểu không? À, nếu mà các bạn không có ý kiến gì thì mình nghĩ là chắc là cũng 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 không có gì khó hiểu đúng không ạ? Rồi cảm ơn Nương. Dạ, rồi cảm ơn mọi người. Rồi mừng quá các bạn hiểu ha. Dạ, vậy mình xin phép mình chia sẻ tiếp ha. Nãy giờ mình nói hai ý chính rồi ha. Thứ nhất là cái gốc của chàm da đó từ cái lỗi gen, và nó được hình thành từ ngay trong quá trình bào thai lận. Rồi, cái thứ hai nữa là mình nói những cái yếu tố môi trường khi mà con sinh ra, thì chính là cái yếu tố môi trường và thức ăn nó ảnh hưởng lên cái bậc tắc gen, và cái vai trò của hệ tiêu hóa nó sẽ tạo ra các phản ứng viêm ngay từ cái hệ tiêu hóa. Cái cả mẹ người biết lớn bấm cho mẹ biết mà cái biết kia biết hơn. Ngay cả người lớn hay trẻ em đều có cái cơ chế viêm ngay tại đường tiêu hóa. Tại vì điều trị tầm da là cái đường tiêu hóa nó rất là quan trọng. Rồi, cái ý tiếp theo mình muốn nói đó chính là cái đặc điểm trên cái làn da của con. Cái da của con nó tổn thương như thế nào để mình hiểu, mình chăm sóc cái da của con. Thì người ta thấy cái làn da của các bé, cái lớp tế bào da nó rất là mỏng. Nó mỏng hơn người lớn. Ở da mặt nó khoảng chừng 5 đến 10 lớp thôi. 5 đến 8 lớp à. Rồi tay chân nè thì nó khoảng chừng 10 cho đến khoảng 20 lớp tùy theo cái khi mà con lớn dần đó. Còn nếu mà con mới sinh cho đến 1 tuổi thì nó mỏng lắm. Nó rất là mỏng manh. Và những cái tế bào này nè, người ta ví nó giống như là những cái viên gạch. Những cái viên gạch nó chồng lên nhau. Thì ở đây là người ta diễn tả cho mình 5 lớp tế bào da. Những cái lớp tế bào da là nó chồng với nhau. Và ví nó giống như những cái viên gạch vậy đó. Thì nếu mà cái viên gạch này đó nó chồng lên nhau, mà nếu mà nó có cái lớp vữa xi măng nó gắn kết những cái viên gạch này, thì nó hình thành nên một cái tường nó rất là chặt chẽ. Thì nó cũng y như nó giống hệt như là trong cái đường ruột của mình, mà những cái lông ruột mà nó dính chặt với nhau để nó hình thành nên một cái lớp tế bào da liền mạch với nhau như vậy đó. Nó hình thành nên một cái hàng rào vững mạch như đó. Nhưng mà trong chàm da thì người thấy cái lỗi gen, cái đột biến gen á, thì nó làm mất đi cái lớp vữa xi măng này. Làm mất đi cái lớp vữa xi măng này, nên những cái viên gạch là những cái lớp tế bào da nó chồng lên nhau một cách rất là lỏng lẻo. Và chính vì lỏng lẻo như vậy nên là nó có những cái khoảng trống. Và những cái chính vì nó có những cái khoảng trống đó thì nó sẽ làm cho con bị mất nước, nên đặc điểm của các bé chàm da là da con nó rất là khô.
rất là khô bởi vì nó bị mất nước dưới da. Rồi đó là cái ý thứ nhất ha. Rồi các bạn lót lại chút xíu, mình sẽ hỏi bạn các bạn cái đặc điểm da của bé chàm da là gì ha. Nên các bạn chú ý chỗ này ha, mình hiểu cái chỗ này nó quan trọng lắm. Thứ nhất là nó thiếu cái lớp vữa xi măng, mà cái lớp vữa xi măng trong y khoa người ta gọi là lớp liazin đó. Liazin là nó bị đứt gãy đi, nó thiếu cái lớp đó nên nó không có gắn kết chặt với nhau được. Rồi cái ý thứ hai nữa là do nó có những cái khoảng hở như vậy, một là mất nước, hai nữa là nó sẽ nằm lỏng lẻo lên nhau như vậy nè, và chính là nó nằm lỏng lẻo lên nhau như vậy nên là những cái bụi, những cái tác nhân từ môi trường bên ngoài tác động vô ngay cái làn da tổn thương của con, ví dụ bụi bặm nè, ví dụ nấm mốc nè, phấn hoa phấn cỏ nè, hoặc là những cái hóa chất dạng mùi nè. Và các bé nó rất là nhạy với những cái hóa chất dạng mùi. Hóa chất dạng mùi này là những cái nước rửa xà phòng, nước xả vải, nó có cái mùi hương đó, nhưng mà nó là nhân benzen, nó có hậu hóa học và nó lưu lại rất là lâu. Rồi quần áo tiếp xúc trực tiếp trên cái làn da này thì nó sẽ làm tiếp tục nó làm đứt gãy những cái liên kết này lại với nhau nữa đó. Và những cái tác nhân bụi bặm này kia thì nó sẽ được bám vào đây, nó lấp đầy những cái khoảng trống này. Rồi những cái vi khuẩn trên da nó lại có điều kiện nó xâm nhập vô, nên là nó sẽ làm cho cái da con nó bị viêm hoài luôn, viêm đỏ, và nó có từng đợt tái phát. Khi mà đi điều trị thoa thuốc rồi này kia nó đỡ cái thời gian đó, nó bị lại, cái đi thoa thuốc nó đỡ cái thời gian nó bị lại. Cái lý do vì sao nó bị hoài là lý do là như vậy, do cái lớp da của con nó rất là lỏng lẻo, nó bị thiếu cái chất vữa xi măng gắn kết lại với nhau. Và chính vì những cái lỏng lẻo đó nó làm mất nước, cái nước ở phía dưới nè nó sẽ được bốc hơi ra ngoài nên da con nó rất là khô. Cái thứ hai là những cái tác nhân bên ngoài, con mạc nhà rồi bụi mịn rồi này kia nó tác động vào thì nó gây viêm ha. Và vi khuẩn trên da nữa nó rất là dễ gây viêm, nên lý do vì sao người ta gọi là viêm da mãn tính, vì nó viêm hoài nó không hết. Còn nếu viêm da cấp tính là nó do một cái yếu tố gì dị ứng đó, mình ngưng cái yếu tố đó là nó hết liền trong vòng 2 đến 3 tuần rồi. Còn này là viêm da mãn tính là nó có tính chất là kéo dài, và kéo dài hoài thì nhiều khi nó rối loạn miễn dịch ngay đó. Và khi mà nó viêm tại chỗ như vậy thì nó sẽ gây ra, nó tiết ra rất là nhiều cái hóa chất gây viêm tại chỗ của những con tế bào mast dưới da đó. Nó tiết ra cái histamine để nó làm cho con ngứa. Và khi mà các bé ngứa thì các bé gãi. Các bé gãi. Và khi các bé gãi thì vô tình virus vi khuẩn nó lại tiếp tục nó vô, nó gây viêm tiếp. Và nó sẽ hình thành nên một cái vòng luẩn quẩn. Viêm ngứa gãi, viêm ngứa gãi, viêm ngứa gãi. Vậy thì người ta thấy là đặc điểm của các bé chàm da là nó rồi thì người ta mới thấy ở chỗ này là cái vòng luẩn quẩn này nè, viêm ngứa gãi, viêm ngứa gãi nó xảy ra hoài. Vậy thì mình muốn được cái này thì mình phải có quá trình viêm ở trên da. Mình cắt được cái quá trình viêm thì nó sẽ không có diễn ra. Và đặc điểm của bé chàm da là gì? Là nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con, nó không ảnh hưởng gì đến cái sự phát triển của con, con vẫn lớn lên bình thường, nó không ảnh hưởng gì hết. Nhưng nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của bé. Con ngứa nhiều nên con không ngủ được. Và những bé lớn mà đi học á thì do nó ngứa nhiều nên á cái làn da ngoài như cái nó tự ti thẩm mỹ mà tự ti nên nó hình thành những cái tính cách của bé, hoặc là nó sẽ làm cho con mất tập trung. Rồi một số đứa thì nó có cái hiện tượng ta gọi là tăng động, tăng động tại nó khó chịu nên là nó tăng động. Rồi tối ngủ thì nó quấy khóc hoài thì làm cho ba mẹ rất là lo, rất là xót, và ba mẹ cũng mất ngủ theo, nên nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống là chính. Đa số là ảnh hưởng chất lượng cuộc sống, chứ nó không ảnh hưởng gì đến cái sức khỏe của con, cái sự phát triển lớn lên của con hết. Tại nhiều người lớn từ nhỏ chàm da đến lớn người ta cũng vẫn chàm da, người ta thích nghi được rồi thì thôi. Nhưng mà người ta sẽ cảm thấy khó chịu trong những cái mùa mà nó ngứa nhiều quá, thì nhiều khi ảnh hưởng chất ngủ, ảnh hưởng công việc. Nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe nhiều. Thì đó là đặc điểm của tổn thương da ở các bé chàm da. Đặc điểm tổn thương da các bé chàm da ha.
mà mình nhớ cái vòng luẩn quẩn này mình phải cắt ở quá trình viêm thì cái ngứa và cái gãi này nó không có ra, không có xảy ra. Thì mình muốn cắt ở cái vùng vùng viêm này nè, thì nếu các bạn các bé mà được điều trị bằng tây y thì các bé sẽ được thoa thuốc kháng viêm, thoa thuốc corticoid lên thì nó cắt cái vòng chỗ viêm này. Nhưng mà khi mà thoa thuốc kháng viêm hoài thì sao, thì cái vùng miễn dịch ở đây nó bị sao, nó bị rối loạn, có nghĩa là thuốc kháng viêm vô thì nó ức chế cái quá trình viêm thì nó sẽ không viêm nữa, nhưng mà khi mà ngưng thuốc rồi thì nó lại tiếp tục, cái lỗi gen nó gây đột biến mà, cái lỗi gen thì nó lại tiếp tục nó bùng phát lại, và mình thoa thuốc kháng viêm vô thì nó hết, và sau đó nó lại bùng phát lại nên nó bị hoài, nó không hết. Mà khi mà thoa thuốc kháng viêm một thời gian dài thì thường là nó sẽ có nhiều tác dụng phụ, ví dụ ảnh hưởng đến cái chiều cao của con nè, nó ảnh hưởng đến cái hormone bên trong cơ thể con, và nó ảnh hưởng trực tiếp ngay tại cái chỗ thoa, là nó sẽ làm giảm viêm chỗ này nên nó rối loạn miễn dịch rồi. Thì những cái lúc mà ngưng thuốc rồi nó sẽ bắt đầu là nó có phản ứng dội, và nó còn phản ứng dữ dội hơn sau đó nữa, từ từ nó gọi là nó kháng corticoid luôn, hoặc là nó mọc lông tại chỗ, hoặc là sau khi nó làm da rồi thì nó sẽ có những cái đốm sắc tố, nó phân bố không có đều, và kèm theo nó dễ bị nhiễm nấm da lắm. Phải nó ức chế miễn dịch chỗ này, nếu đâu có viêm chỗ này thì con nấm ở này kia thì nó có điều kiện phát triển lên, nên các bé dễ bị nấm da. Nên khi lớn nó có một cái dạng nữa người ta gọi là hắc lào, nó cũng là một dạng của viêm da cơ địa, nhưng mà hắc lào là trên cái nền viêm da nhưng mà nó có nhiễm nấm nên gọi là hắc lào. Đó là những cái đốm tròn 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 và nó có cái vảy sáng trắng ở trên thì nó là dễ bị nhiễm nấm. Đó là đặc điểm ha, đặc điểm là dùng, nếu mà mình dùng thuốc mà từ bên ngoài thuốc thoa. Vậy thì bây giờ nếu mà mình không dùng thuốc kháng viêm thì mình làm sao mình cắt được cái viêm? Thì hồi nãy mọi người nhớ cái vùng ruột rồi đúng không, cái hệ tiêu hóa đó, thì mình sẽ cắt từ đó. Cái gì thức ăn hoặc là cái bất kỳ cái gì vô làm viêm ở đường ruột thì bây giờ mình ngăn cản cái quá trình đó, thì mình không có để cho cái viêm ngay tại từ đường ruột, thì mình nó sẽ có một cái tên nó gọi là thức ăn kháng viêm, dinh dưỡng kháng viêm, nó thay thế cho cái chuyện dùng thuốc kháng viêm. Thì mình dùng thức ăn, mình dùng dinh dưỡng thay thế cho thuốc. Nếu mà thức dinh dưỡng đúng thì thuốc không có còn cần nữa, còn nếu dinh dưỡng sai thì thuốc không còn tác dụng. Và cái đó, cái điều trị chàm da đó chính là dinh dưỡng kháng viêm. Rồi mình nói tiếp tới những cái nguyên nhân gây chàm da thì nãy giờ cũng đã nhắc sơ sơ rồi, thì mình sẽ nói nhanh qua cái phần này. Thường là nó có những cái nguyên nhân bên ngoài, và cái thứ hai là do gen. Thì đây là tất cả những cái nguyên nhân mà nãy giờ mình nhắc đi nhắc lại rất là nhiều rồi nè. Thay đổi thời tiết, rồi hút thuốc lá, rồi phấn hoa, đậu nành, đậu phộng, rồi những cái thay đổi về đi ngủ, nấm mốc, bớt từ ngủ nha, dán, dùng thuốc kháng sinh hoặc là thuốc kháng viêm, rồi những cái đạm, những cái thức ăn dễ gây dưỡng, và đặc biệt là cái con mặt nhà. Đây là cái con hình ảnh của cái con mặt nhà, nó có rất là nhiều trên cái ra giường của mình, trên nệm, trên sàn nhà, hoặc là đôi khi là những cái rèm cửa, nó có rất là nhiều. Nên là muốn điều trị chàm da thì mình phải cải thiện về cái môi trường nữa, cái nơi mà con ngủ, cái nơi mà con ở, thì mình phải thanh lọc cái môi trường xung quanh. Và mình có những cái phương pháp hỗ trợ, ví dụ máy lạnh, rồi cách hút bụi, rồi giặt ấm như thế nào để diệt cái con mặt nhà này, thì đó là cũng là một cái cách để mình dự phòng cái viêm trên da của con. Thì đây là tất cả tổng hợp lại những cái nguyên nhân thôi, mình đi nhanh qua này ha. Còn đối với người lớn thì nó còn có những cái mà thức ăn, ví dụ như là dầu thực vật, thì đây là tất cả những cái nguyên nhân gây rò rỉ ruột. Thế mà còn rò rỉ ruột là cái da còn chàm, mà hết cái điều trị hết cái rò rỉ ruột, chữa lành được hệ tiêu hóa thì cái da của con nó sẽ hết chàm, nó sẽ lành. Thì bây giờ làm sao mình biết được hết, thì mình nhìn ở bên ngoài da con nó lành khoảng hơn 80% đến 100%, thì bên trong vùng ruột là nó giảm cái phản ứng viêm. Thì khi mà nó giảm phản ứng viêm thì cái gen nó sẽ được tắt đi, còn không thì cái gen nó sẽ tiếp tục, nó sẽ bộc ra. Rồi, tại vì hồi nãy nói về đặc điểm của cái làn da thì Phương xin trở lại chút xíu, Phương nhắc lại chút xíu, thì nó có cái khâu gọi là nó bị mất cái lớp diazin, nên nó làm dễ bị mất nước. Và lý do vì sao trong chàm da thì cái bước gọi là dưỡng ẩm nó rất là quan trọng là như vậy đó. Tại vì người ta khi mà mình dưỡng ẩm cho con, có nghĩa mình đưa cái chất dưỡng ẩm vô, nó giống như mình cung cấp cho con cái chất bổ xi măng để nó chám những cái lỗ hổng lại với nhau, và nó giúp cho phục hồi cái làn da. Về điều trị chàm da thì kem dưỡng ẩm nó không có tác dụng điều trị chàm da, mà nó có tác dụng là hỗ trợ phục hồi cái tổn thương da trên da của con, để nó giúp cho con nó đỡ khô da. Đó là vai trò của kem ẩm trong chàm da.
chứ nó không phải là nó điều trị chàm da, có nghĩa không phải mình thoa kem hấm là sẽ hết. Mà muốn hết được chàm da là nãy giờ những cái kiến thức mà nãy giờ Phương có chia sẻ với mọi người, đó là những cái kiến thức mà giúp chữa lành chàm da, thì đây là cũng là những cái nguyên nhân gây cái làm cho cái lông ruột của con nó không có hoàn thiện, hoặc là ở người lớn vẫn còn cái hiện tượng rò rỉ ruột. Rò rỉ ruột là những cái lông ruột nó bị đứt gãy ra, nó có những cái khoảng hở, người ta gọi là rò rỉ ruột đó. Thì trong này nó sẽ có là dầu thực vật là dầu tinh luyện á, dầu tinh luyện nó có cái hàm lượng omega 6 rất là nhiều, nó nhiều. Còn mình chuyển qua những cái dầu mà được ép lạnh, những cái dầu ăn mà ép mà từ hạt á, thì nó sẽ có hàm lượng omega 3, mà omega 3 là kháng viêm. Rồi sữa bò nè, những cái loại ngũ cốc lai nè, rồi uống thuốc kháng viêm, kháng sinh từ lúc nhỏ nè, rất là nhiều. Hoặc là các bà mẹ cũng cũng rất uống kháng sinh nhiều á, nó cũng ảnh hưởng làm đứt gãy, là stress quá mức, hoặc là những cái mà đợt mà covid này kia đó, hoặc là những cái đợt mình ốm thì nó cũng kích hoạt cái hệ miễn dịch của mình. Môi trường ô nhiễm, rồi nước, cái nguồn nước, cái nguồn nước nước mà mình sử dụng mà nó được quá nhiều cái clo, nó cũng có tác dụng một phần. Rồi dùng quá nhiều cái chất tẩy rửa, chất tiệt trùng đó. Rồi ở đây là nó có là phụ gia, các hương liệu, các chất trừ sâu đó, bảo quản, chất bảo quản thực phẩm. Thì tất cả những cái này mỗi cái chút, nhưng mà mình nhìn lại cái gian bếp của mình hầu như là mình thấy cái này rất là nhiều. Mình nhìn lại gian bếp của mình thấy hầu như mấy cái này rất là nhiều. Nên là khi mà mình điều trị chàm da cho các bé thì cái khâu đầu tiên của mình hết là mình sẽ set up lại cái gian bếp cho mọi người, để mình tìm ra những cái sát thủ trong gian bếp. Hãy để cái gian bếp là thuốc, là nhà thuốc, và dinh dưỡng là thuốc. Rồi còn cái phần mà mình dưỡng ẩm ngoài da, đó là hỗ trợ cho con hồi lại những cái tổn thương da. Thì đây là những cái thực phẩm mà người ta thấy là có một cái tỷ lệ nhất định, thì khi mà người ta tổng kết hoặc là đi xét nghiệm này kia, thì người ta thấy là cái tỷ lệ dưỡng thực phẩm nó thường là nó song song, nó đi kèm với lại viêm da cơ địa. Hồi nãy cái hình đầu tiên các bạn coi nó rất là cao đó, hai cái đó nó đi song song với nhau. Thì cái này, những cái loại thực phẩm này nó rất là thường gặp và nó đứng hàng hàng đầu luôn á. Thì đó là bao gồm là lòng trắng trứng, rồi đậu phộng, rồi sữa bò, rồi những cái một số loại hạt, một số bé nó sẽ dị ứng với một số loại hạt, hạt hạnh nhân, ốc chó này kia đó. Rồi hạt đậu phộng, đậu phộng là dị ứng dữ lắm luôn, rất là dị ứng, tại vì cái đạm của đậu phộng á, nó là thuộc dạng nó có cái cấu trúc là chuỗi beta, nên là nó khó phân cách. Rồi lúa mì với là đậu nành nhiều lắm. Hiện giờ tất cả các sản phẩm công nghiệp của mình đều có lúa mì và đậu nành trong đó hết. Lúa mì thì mình gặp rất là nhiều sản phẩm từ lúa mì luôn. Ví dụ như là mì, ví dụ như là bánh mì, hoặc là những cái bánh ngọt con này kia rất là nhiều ha. Thì nó cũng là một trong những cái yếu tố nó ảnh hưởng. Nên là trong quá trình điều trị chàm da thì mình chú ý để đến cái phần dinh dưỡng chút xíu, để hạn chế những cái này. Hoặc là mình để ý coi những cái này nó có kích ứng cái viêm nhiều hơn hay không. Đó thì đó là những cái mà mình hỗ trợ. Vậy thì người ta thấy cái vai trò của dinh dưỡng nó làm có ảnh hưởng đến cái chuyện gen này như thế nào, và tại sao một người mà xuống người ta thấy sống chung trong một môi trường, nhưng mà tại sao có người bị chàm, có người không bị chàm? Hai bà mẹ mang thai đều ăn cái chế độ ăn khác giống nhau hết, nhưng mà tại sao con sinh ra có đứa bị chàm, có đứa không bị chàm? Thì hồi nãy cũng có đã giải thích rồi ha. Thì các bạn có nhớ điều này không? Các bạn có thể tương tác đi, mình có thể trả lời cái này giùm bác sĩ Phương được không? Tại sao sống chung trong một môi trường thì có người bị chàm mà có người không bị chàm? Mình tương tác chút xíu. Rồi, stress, gen, gen mẹ và tinh thần, do chế độ dinh dưỡng của bà mẹ khi sinh hai con. Ok, rồi. Các bạn nói cũng đã tương đối là chính xác ha. Mặc dù hai bà mẹ ăn chế độ ăn hoàn toàn giống nhau hết, nhưng có bé sinh ra bị chàm, mà cũng có bé có thể là sinh ra không bị chàm, là do là cái gen trước đó đó. Cái lúc mà nãy Phương nói, cái gen nó hình thành qua ba thế hệ đó, và cái môi trường sống của mẹ, cái môi trường sống, và kèm theo là cái tinh thần, mẹ có bị stress hay không. Cái stress nó nhiều khi nó vi tế lắm, nhiều khi mẹ không có nghĩ là mình bị stress đâu, nhưng mà thật sự mẹ đang bị stress. Đó là những cái lo lắng, và nhiều cái lo lắng nó chồng chất với nhau thôi. Rồi, để mình đi tiếp.
Rồi, vậy thì ở đây nó sẽ có một cái nghiên cứu, và nghiên cứu này nó rất là nổi tiếng luôn. Thì cái ông này là cái ông bác sĩ chuyên về dị ứng miễn dịch và gen. Ông tên là ông Dr. Randy. Ông quan sát cái loại chuột mà màu vàng này nè các bạn. Ông đặt tên cho nó là con chuột Alumai. Thì ông thấy là nguyên cái bầy chuột màu vàng hay lâu lâu nó xuất hiện con chuột màu đen. Mà cái đặc điểm của cái con chuột màu vàng là nó sống, cái đời sống nó ngắn. Bởi vì nó có những cái gen đó, nó làm cho con này nó bị béo phì, nó rất là to và nó bệnh tim mạch. Và ông quan sát thì ông thấy là lâu lâu xong mà nó có cái con chuột màu đen trong bầy á, và con chuột này nó sống rất là lâu, rất là nhanh và nó rất là khỏe, thì ông mới muốn là kích hoạt cái gen này lên. Thì ông làm điều gì đây? Ông làm gì đây? Thì ông làm là trong lúc mà con chuột này nó mang thai á, thì ở bên phải thì cái hình bên phải á là ổng không có thay đổi gì hết. Ổng quan sát, ổng không có thay đổi chế độ ăn gì hết, ổng cứ quan sát, ổng thấy là tới hồi nó sinh ra là nguyên một bầy đa số là chuột vàng, không mà lâu lâu có con chuột màu đen. Rồi, xong rồi ổng mới đem ổng thay đổi cái chế độ dinh dưỡng của con chuột này. Trong lúc nó mang thai nha, ổng thay đổi chế độ dinh dưỡng của nó. Thì ổng thấy là nó sinh ra một bầy chuột đen không à, lâu lâu có con chuột màu vàng. Và cái chế độ dinh dưỡng của ổng là gì? Là ổng gọi là cái chế độ methyl hóa. Methyl là một cái gen dị ứng mà ổng nghiên cứu được. Và tới giờ thì người ta nghiên cứu được khoảng chừng 5 cho đến 6 gen dị ứng gì đó. Nó chưa có rõ ràng, người ta chưa có tìm ra hết đâu. Người ta mới tìm ra được khoảng bao nhiêu gen đó thôi. Đó, thì người ta thấy là tới thời điểm hiện tại nó khoảng chừng đâu đó khoảng 5-6 gen gì đó. Thì có những gen nó quy định cái biểu hiện ra da. Có những gen nó quy định biểu hiện trên đường hô hấp, nên là một số người có gen dị ứng nhưng chỉ biểu hiện viêm mũi dị ứng hoặc là hen suyễn thôi. Có gen thì nó biểu hiện trên đường tiêu hóa, nên là có nhiều người bị hội chứng kích thích đường ruột thôi. Cũng có những người mà nó vừa kết hợp luôn, vừa có da vừa có hen suyễn hoặc là vừa có viêm da cơ địa luôn, vừa có viêm mũi dị ứng luôn đó. Thì tùy theo cái người đó mang gen gì thì nó sẽ biểu hiện ra. Thì cái gen này là cái một trong những cái gen dị ứng, gen methyl hóa. Thì ông cho mấy con chuột này nó ăn rất là nhiều đậu hạt, ông cho nó ăn rất là nhiều omega 3, những cái thức ăn mà có nhiều omega 3, kẽm, magie, vitamin C. Thì ông thấy là nó sinh ra là những con chuột màu đen không à, thì nó kích hoạt vô cái gen này, nó làm tắt cái gen này đi thì nó bật cái gen khác. Thì đó là một cái nghiên cứu rất là nổi tiếng và được Đại học Harvard đưa vào những cái bộ môn mà về dinh dưỡng sức khỏe toàn diện, hoặc là những cái thay đổi về thân tâm á, ảnh dinh dưỡng ảnh hưởng đến cái tình trạng tinh thần như thế nào đó, bọc cái gen, nó bọc cái gen như thế nào. Thì qua cái nghiên cứu này, cái ý nghĩa kết luận là gì? Thì người ta nói là dinh dưỡng hoàn toàn có khả năng bật hoặc tắt gen, và người ta đưa ra một cái tỷ lệ phần trăm luôn, đó chính là 70 đến 90% ảnh hưởng của dinh dưỡng có hoàn toàn có khả năng bật hoặc là tắt gen. Vậy thì hiện giờ trong tràm da thì mình cũng có thể là mình điều trị bằng dinh dưỡng kháng viêm thay thế cho thuốc kháng viêm, và dinh dưỡng hoàn toàn có khả năng bật hoặc tắt gen dưỡng. À, trong quá trình điều trị không có không không phải là dinh dưỡng thì nó sẽ có một cái công thức chung cho tất cả các bé, mà mình phải hiểu được cái trong quá trình mình theo dõi ấy, nó sẽ có những cái biểu hiện ra da như thế nào. Và nó có một cái chế độ ăn gọi là chế độ ăn cây tràm da hay còn gọi là dinh dưỡng kháng viêm. Rồi, nó còn có một cái nghiên cứu nữa mà người ta quan sát trong thiên nhiên thôi, không cần có làm nghiên cứu gì hết á, quan sát trong thiên nhiên thì người ta thấy cái loài ong á, thì có loài ong thọ hoặc ong chuột. Chưa lại lại lên nó tầm 100 rồi đó. Con để 18 quay tính coi. Thì có cái loài ong thọ hoặc là loài ong chúa. Thì người ta thấy ong thợ, người ta quan sát, người ta thấy nó chỉ ăn mật ong và hút phấn hoa thôi, mật hoa và hút phấn hoa. Thì cái đời sống nó ngắn, nó khoảng 3 tuần và nó không khả năng sinh sản. Nhưng mà nếu mà cái con thợ này người ta nhốt nó lại trong tổ và người ta chỉ cho nó ăn sữa ong chúa thôi. Bởi vì trong cái sữa ong chúa đó, nó có cái chất là cumaric acid. Và khi mà nó chỉ ăn sữa ong chúa mà nó không có được bay ra, nó không có được ăn cái phấn hoa và mật hoa, thì nó đã kích hoạt lên được 14 cái gen bảo tồn buồng trứng. Và nó biến thành con ong chúa, nó có khả năng sinh sản vài trứng, vài ngàn trứng, và nó sống được cái 3 tháng rồi. Vậy thì cái quan sát này nó cũng nói lên một điều là dinh dưỡng hoàn toàn có khả năng bật hoặc tắt gen. Bật hoặc tắt gen ha. Rồi, nói tới đây thì các bạn comment giùm mình dinh dưỡng hoàn toàn có khả năng bật hoặc tắt gen. Và đó là cái thông điệp chính mà mình gửi đến mọi người để trong quá trình tư vấn cho
người nhà đó, thì mình xin lỗi, tư vấn cho khách hàng á, thì mình sẽ nói cho khách hàng hiểu cái vấn đề này để cho khách hàng biết được là cái diễn tiến chàm da nó như thế nào và những cái vai trò gì mà nó ảnh hưởng đến cái quá trình mà nó giảm bớt cái chàm da. Rồi thì nãy giờ mình nói cũng tương đối nhiều, không biết các bạn có muốn nghe nữa không hay là mình dừng lại ở đây được rồi. Thì mình thấy cũng nãy giờ là được 1 tiếng rồi, các bạn có muốn nghe tiếp không, muốn nghe cái phần dinh dưỡng không hay là dừng lại đây là được rồi. Chia sẻ thêm đi bác Nam Phương, chia sẻ thêm đi bác Nam Phương ơi, đang rất là hay bác Nam Phương. Dạ, chị xin cảm ơn. Dạ. À, mà nãy giờ thì không biết là các bạn có thắc mắc gì không, trong quá trình mình chia sẻ thì mình dừng lại xíu để cho các bạn tương tác ha, các bạn thắc mắc ha. Các bạn ơi, các bạn cố gắng tương tác nhiều, đã có hỏi nhiều với bác Nam Phương nha, trực tiếp hỏi luôn. Để mà cuối giờ mình sẽ được bác Nam Phương thông báo cái ai đạt được quà của Viva nè. Bác ơi, cho em. Dạ, mời mời bạn ạ. Tại mình không thấy cái màn hình nên là mời mời bạn. Chào bác ơi, em thì em không bị, con thì không bị tràn ra, nhưng mà em thì em đang gặp một vấn đề là khi cho con bú ấy, thì em bị tràn ở đầu ti ấy. Thật ra là cái da nó bị mỏng. Em cũng xin lỗi là em không vào được từ đầu bởi vì em không thấy cái link Zoom. Em vào trong nhóm nhắn thì có một bạn mới cho em cái link Zoom, em vào hơi muộn thì không được nghe từ đầu. Thì đấy, em xin chia sẻ tốt cái trường hợp của em là em bị tràm ở đầu ti ấy, thì da nó bị mỏng, thế nên nó kiểu bị nứt cổ gà ấy, thì nó cho con bú rất là đau bạn. Thì cách nào mà chắc là dinh dưỡng thì sẽ phải mất thời gian, nhưng mà để ý là ấy luôn ý. Để... Nhưng Và... mà bạn không biết là bạn đang thắc mắc điều gì, cái chàm da thì bạn đang thắc mắc điều gì? thì em đang bảo là có cách nào để chữa, để làm dịu, tại vì là khi con cho con bú thì rất là đau ấy bạn. Rồi. À, nếu mà cho con bú ngay cái bầu vú của mình thì mình sẽ biết cách mình chăm sóc cái bầu vú đầu tiên, là mình sẽ yêu thương nó, mình gửi nhiều yêu thương đến nó. À, mình biết cách massage nó. Cái thứ hai nữa là cái phần chàm này thì những cái hỗ trợ thoa bên ngoài thì mình chưa có nói đến phần đó, nhưng mà tại vì bạn hỏi đây thì những cái vừa hỗ trợ bên ngoài và vừa hỗ trợ bên trong, thì nếu mà bạn nghe từ đầu Zoom thì bạn sẽ hiểu là mình phải biết được những cái nguyên nhân nào mà làm kích hoạt lên cái gen dị ứng của mình, thì mình biết được cái nguyên nhân đó thì mình sẽ quay trở lại để mình tắt cái gen dị ứng, thì từ từ cái chàm nó sẽ giảm. À, từ đầu nè tới giờ thì mình đã nói về cái những cái nguyên nhân gốc, những cái nguyên nhân nào mà nó làm kích hoạt cái gen dị ứng lên và nó tạo điều kiện thuận lợi để cái gen dị ứng đó biểu hiện. Thì khi mà mình hiểu được cái này là thứ nhất là dinh dưỡng, kháng viêm nè, cái thứ hai là môi trường sống nè, cái thứ ba là tinh thần nè, đó là ba cái yếu tố chính, thì mình sẽ quay qua cái điều trị chàm da là mình quay qua ba cái này và hỗ trợ tại chỗ cái vùng mình viêm, mình chàm da đó, là mình sẽ bôi dưỡng ẩm hoặc là xịt khoáng lên đó. Thì nếu mà nói trả lời ngắn gọn là bốn cái yếu tố đó thì nó sẽ có khả năng điều trị cho cái trường hợp chàm da ha. Dạ, Vâng, em cảm chào ơn bác. Rồi, cảm ơn Mai Trang. Dạ, em chào bé Phương, em tên Vy ạ. Từ hồi nãy là em có nghe bác nói là chỗ cái dầu thực vật tinh luyện á, thì là dùng không được dùng trong chỗ cái dưỡng á, nhưng mà nếu như cái dầu thực vật đó mà mình ép nguyên chất thì mình dùng có được không bác? À, được, em ép nguyên chất thì mình dùng được. À, những cái dầu tinh luyện đó là do là cái hàm lượng omega 6 nó rất là cao. Omega 6 là chất gây viêm, omega 3 là chất kháng viêm, thì người ta thấy những dầu tinh luyện cái tỷ lệ giữa omega 3 với omega 6 là khoảng 1 cho đến khoảng 100 cho đến 200, có nghĩa là nó gấp tới 100 đến 200 lần so với omega 3. Thì cái tỷ lệ mà gọi là lý tưởng khi mà mình lựa chọn một cái chai dầu, có nghĩa là tỷ lệ omega 3 với omega 6 lý tưởng nhất là 1:2 hoặc là 1:6. Lý tưởng nhất luôn là 1:2, còn không thì là 1:6. Đó, thì nó sẽ tăng cường cái omega 3 lên. Tại hồi nãy trong cái nghiên cứu mà vừa nói ông Dr. Randy á, ông thay đổi cái chế độ ăn cho con chuột để kích hoạt cái gen dị ứng, tắt cái gen dị ứng đi, thì ông cũng dùng cái chế độ ăn
ức chế lên cái gen methyl hóa đó là ông dùng chế độ ăn có nhiều omega 3, đó là tính kháng viêm nó nhiều. Thì em lựa chọn những cái chai dầu mà nó có tỷ lệ omega 3 với omega 6 khoảng lý tưởng là 1:2, còn không thì là 1:6. Thì cái đó mình sẽ có kiến thức về về dinh dưỡng ha, thì mình sẽ lựa chọn. Thì trong đó nó có những cái loại dầu, ví dụ dầu ô liu nè, ô liu nguyên chất á, extravirin á, hoặc là nó có những cái loại dầu mà MCT rồi này kia đó, thì nó sẽ đạt cái tỷ lệ đó. Hoặc là mình ăn những cái thức ăn nào mà nó có chất béo tốt, hạn chế những cái chất béo xấu. Dạ em cảm ơn bác. Rồi mời bạn Hà. Cho em hỏi một chút. Dạ vâng. Cho em hỏi là bây giờ em thì cũng mới sinh bé. Cái bé như em thì em muốn hỏi bác là mình phân biệt được cái cách gọi là ham bế tràn nhưng nó lại ở cái vị trí sinh dục ạ. Vị trí sinh dục của bé gái mà bây giờ cái phần vị trí sinh dục em thấy nó rất rác. Thì là một là cái phân biệt rõ được đâu là tràn, và cái thứ hai nữa là nếu mà là tràn ở vị trí đấy thì cái cách chăm sóc như thế nào cho phù hợp để hỗ trợ cho bé, cho mình hỗ trợ bên ngoài. Còn từ đầu đến cuối thì em cũng nghe là cái này là mình cũng phải tác động và mình phải từ từ chấp nhận là hỗ trợ từ bên trong rồi chế độ bên bé ruột của bé nữa. Thì cái đấy thì em cũng nuôi con sữa mẹ hoàn toàn từ hồi sinh đến bây giờ. Thế nhưng mà muốn hỗ trợ thêm ở bên ngoài thì nhìn nó rất là đói ạ. Nên là thành ra cũng tương đối là sốt ruột. Thế là nếu bác sĩ chia sẻ thêm về cái cách để chăm sóc cho bé ở cái vị trí đó. Dạ, cảm ơn câu hỏi của Hảo. Thường cái hâm da thì người ta gọi là viêm da tiếp xúc, là do cái vị trí ngay vùng sinh dục thường là nó tiếp xúc với tả. Bởi vì những cái chất tiết của con ra, ví dụ như phân hoặc là nước tiểu á, khi mà nó ở trong tả thì nó sẽ tạo ra một cái hợp chất, và cái hợp chất nó sẽ gây kích ứng da. Nước tiểu của mình và phân của mình thì nó chứa những cái axit, do là chất thải bỏ mà trong cơ thể sau khi chuyển hóa các chất thì nó sẽ đào thải ra ngoài. Đây là trong nước tiểu và trong phân thì nó chứa những cái chất axit, và chính cái axit đó nó sẽ làm cho viêm cái lớp da bên ngoài khi mà nó tiếp xúc, và kèm theo là nó kết hợp thêm những cái thành phần của tả nữa. Đó, thì nó sẽ tạo nên một cái yếu tố nó gây là viêm da do tiếp xúc. Thì viêm da tiếp xúc nó vẫn là một dạng của viêm da cơ địa, nhưng mà nó là dạng nhẹ. Có nghĩa là sao, mình loại bỏ những cái yếu tố tiếp xúc rồi thì cái tình trạng hâm da nó đỡ, và mình chăm sóc cái làn da ngay tại lúc mà con bị hâm á. Mình chăm sóc đó, mình có thể mình thoa những cái kem chống hâm cho con, hoặc là mình hỗ trợ thêm massage này kia và mát mẻ cái vùng đó thì nó dần dần nó giảm. Còn cái chàm da đó thì thông thường á, thì nó sẽ ngoài cái vị trí mà ngoài cái biểu hiện của viêm da tiếp xúc là hâm, thì nó còn biểu hiện ở những cái vị trí khác nữa. Ví dụ đặc biệt là thường các bé nhỏ mà bị chàm da thì người ta thấy dưới 1 tuổi là đa số nó bị ở mặt, ở má nhiều. Và lý do tại sao nó bị ở mặt nhiều, thứ nhất là làn da của con rất là mỏng. Cái thứ hai nữa là trên cái vùng mặt đầu cổ thì nó có rất là nhiều những cái hệ bạch huyết ở trên đó. Nó tập trung xung quanh đầu mặt cổ là nó rất là nhiều cái hệ bạch huyết. Mà mình biết là cái viêm ở bên ngoài là do bên trong nó đào thải ra, như là hệ bạch huyết từ bên trong cơ thể nó đào thải ra bên ngoài. Thì nó sẽ biểu hiện nhiều ở mặt, hoặc là những cái nếp gấp ở tay chân. Đây là những cái nơi cái làn da mình nó rất là mỏng. Nó cấu tạo những cái làn da nó rất là mỏng. Vậy thì bây giờ trong viêm da tiếp xúc thì mình điều trị nó dễ thôi. Mình mở tả ra, mình thay thế những cái loại tả khác. Hoặc là con vừa mới đi, cái mình thay liền. Mình có thể mình bôi những cái loại dầu mà có tính kháng viêm hỗ trợ lên cái vùng hâm, hoặc là cái kem dưỡng ẩm mà có tính hỗ trợ hâm da luôn. Thì từ từ rồi nó sẽ giảm. Còn nếu em nghi ngờ là con có dị ứng có gì đó thì em coi thức ăn ngoài này kia, mình quan sát thử coi những cái ngày đó mình, những cái thời gian đó mình có ăn những cái thức ăn nào mà những cái loại đạm khó tiêu, hoặc những cái thức ăn nãy giờ mình có kể đến đó, dễ gây dị ứng đó, trong quá trình mà cho con bú, thì mình chỉ cần quan sát đi thôi nó đỡ. Còn nếu mà nghĩ là chàm da thì nó sẽ kèm theo là viêm da những cái vùng mà đa số hay gặp ở các bé dưới 1 tuổi, đó là trên má hoặc là những cái nếp gấp tay chân, hoặc là cổ, là những cái vùng da rất là mỏng, thì nó sẽ bị đa số nó sẽ bị kiềm da, thì nó sẽ biểu hiện trên nó rất là nhiều. Dạ thì bé nhà em chỉ ở hiện tại là mới đó chỉ ở cái vùng sinh dục ạ. Thế em sờ hai bên đùi nó tiếp xúc là nó có bị giáp tác. Thì các bác bảo nếu mà là dị ứng hoặc là bị hâm thì em bảo bỉm cho cháu là 1 tháng này rồi, thế nhưng nó vẫn cứ bị đỏ. Thì không có hỗ trợ bôi 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 dầu mú u ạ.
Thì không biết là cái thành sản phẩm đấy có chống viêm thì có hỗ trợ được không? Với lại thực ra thì như em thì em không ăn đạm vật ăn động vật nhiều, mà hay uống sữa hạt và ăn các loại hạt ấy. Thì bảo là cũng thế nên là bảo là cái gì để muốn hỗ trợ thêm cho bé để làm sao cho nó, tức là cái phần phía bên bên ngoài ấy. Đấy thì để cho nó nhanh, nó đỡ đi, chứ không thì đúng thực sự là nhìn nó hơi sốt ruột ạ. À, bạn đã bỏ tả là bỏ hẳn luôn hả? Là không có tả Dạ luôn á vâng. hả? Dạ không, em ban ngày thì một là ngoài ngoài Bắc thì trời nó vẫn đang nóng, thì một là thả rông hoặc là mặc cái quần mỏng thôi ạ. Em không đóng tã đêm vừa cả đêm cả ngày đều không đóng tã, cả bỉm bảng em mua về rồi chứ xong em cũng không dùng. Rồi. À, nếu mà vậy thì con có thể là con biểu hiện cái viêm da cơ địa mà dạng là ngay cái vùng mà em đang nói đó. Tại thông thường Vâng. cái viêm da mãn tính nó sẽ thể hiện sau 1 tháng trở đi, có nghĩa là tính cái thời gian mà con bị kéo dài là tính từ vài tháng trở đi, ít nhất là bắt đầu từ 1 2 tháng nó còn hoài và nó không có giảm, và nó càng ngày nó càng kéo dài và càng tăng lên. Thì nếu mà mình nghĩ đó là chàm da thì mình sẽ theo một cái lộ trình của chàm da. Thì trong cái lộ trình chàm da đó mình hiểu đó là do cái gen nó quy định rồi, nên là mình biết được cái thời gian và đợi cho cái hoàn thiện của cái đường ruột của con. Và trong cái quá trình mình đợi hoàn thiện cái đường ruột thì mình hỗ trợ cho con những cái gì gọi là cái tốt nhất để cho tránh làm tổn thương cái đường ruột, cái lông ruột. À, mình hiểu cái đó và mình đợi từ từ nó sẽ, khi đường ruột con nó hoàn thiện dần 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 rồi thì từ từ thì những cái mà biểu hiện bên ngoài của chàm da thì nó từ từ nó giảm. Nếu mà em quan sát vài tháng nữa mà con vẫn còn, ví dụ như 1 2 tháng nữa con vẫn còn thì mình hiểu nó là như vậy. Dạ vâng. À, bây giờ vấn đề của mẹ là phải kiên trì hơn ạ. Còn nếu mà Dạ em vâng. biết thêm được, em biết thêm được những cái yếu tố môi trường nào mà nó ảnh hưởng những tiếp xúc trên da giường trên gì đó, thì chỉ có cách là, bởi vì mình nói là mẹ là bác sĩ tốt nhất của con là như vậy đó, khi ẵm con đi khám thì bác sĩ không thể nào biết được cụ thể, bác sĩ đâu có quan sát được cụ thể cái tình trạng của con đâu, mà mẹ là người có kiến thức rồi, mẹ sẽ là người bác sĩ tốt nhất của con. À, em có thể, em ngoài cái chuyện môi trường ra em có thể áp dụng những cái dinh dưỡng kháng viêm thử, tại vì dinh dưỡng kháng viêm nó có tác dụng là nó cân bằng bên trong, đôi khi là con có những cái điều kiện thuận lợi để nó tạo điều kiện cho cái viêm nó xảy ra từ bên trong. Mình chia sẻ với các bạn luôn là đặc điểm về cơ chế bệnh lý của bé chàm da đó là do bên trong cơ thể của con cái histamine đó, có nghĩa là cái chất gây viêm nó rất là cao, bình thường nó đã cao sẵn rồi, do cái đặc điểm gen nó quy định là nó đã có sinh ra là nó đã có cái quá trình viêm nó cao rồi, nên là mình sẽ hỗ trợ, mình hiểu được cái dinh dưỡng kháng viêm để mình biết được những cái thức ăn nào mà nó làm giảm bớt và nó trung hòa những cái chất gây viêm này, người ta gọi nó là dinh dưỡng kháng viêm. Vâng, cảm ơn bác. Thì sẽ để yên tâm tiếp tục dùng cho con. Rồi, có bạn Vương Long đã chia sẻ nè, bạn thử mua khoáng V3 về xịt và đắp xem. Đó, thì cái đó cũng là một cách nữa đó, mình cũng đôi khi mình cũng có tư vấn với các mẹ. Nhiều khi khoáng V3 là, hoặc là các bé được ngâm bởi cái muối biển á, thì nó có cái tác dụng, cái muối biển nó là những cái chất khoáng nó động lên da con, nó hỗ trợ cho con một phần về dinh dưỡng, một. Cái thứ hai là nó kháng khuẩn ngay tại cái vùng đó. Rồi, cảm ơn Vương Long đã chia sẻ ha. Trong Zoom của P3 thì mình nghĩ là các bạn ai cũng đã dùng khoáng P3 rồi, nên là mình không có cần nhắc đến cái chuyện này. Ok. Thủy ơi, bây giờ Phương sẽ trả lời thắc mắc hay là nói tiếp hay sao hết Thủy ha? Alo, Dung của mình là đã 9 giờ rồi đấy. Hiện tại là mình còn Dung, còn phần chia sẻ mình dài không bác Phương nhỉ? Mình nói sơ về cái phần dinh dưỡng thôi là xong rồi. Vậy thì mình nói sơ về phần dinh dưỡng xong rồi mình trả lời câu hỏi, rồi xong mình chọn ra câu hỏi bác gì? Thì cái phần mình nói đến cái phần mà điều trị chàm da, nãy giờ mình hiểu được cái gốc của chàm da rồi, thì cái phần điều trị thì điều trị chàm da thì thông thường á, nếu mà là cái góc nhìn của Tây y á, giống như là mình chia sẻ cho các bạn về cái tài liệu của Bộ Y tế từ đầu á, nói về cái phác đồ xử trí chàm da đó, thì nó chỉ có can thiệp 2 vấn đề thôi. Một là cái da con đang viêm nên là mình sẽ sử dụng kháng viêm, và cái chất kháng viêm nó giống như là cái mình cứ tưởng tượng giống như là cái bình chữa cháy, nó đang cháy nên là mình xịt cái bình chữa cháy vô thì cái đám cháy nó sẽ dập tắt đi, nhưng mà những cái tro tàn xung quanh thì nó không có được dọn dẹp. Cái thứ hai nữa là mình sẽ
hoàn thiện lại cái lớp da của con, hỗ trợ cho nó phục hồi lại. Đó chính là mình sẽ bôi cái dưỡng ẩm. Thì trong Tây y hiện giờ dùng chỉ có hai loại này, nhưng mà những cái dưỡng ẩm trong Tây y á, thì mình thấy cái Zoom trước hình như là sếp Jenny đã chia sẻ rồi đó, nó sẽ có cái chất dưỡng ẩm, nhưng mà muốn cái chất dưỡng ẩm nó đưa vô trong da thì nó phải kèm theo rất là nhiều những cái hóa chất để nó đưa vô trong da được. Thì nó có những cái cồn hoặc là một số cái chất dẫn để mà nó dẫn vô sâu trong da. Thì mình sẽ cân nhắc mình dùng những cái loại nào mà nó an toàn để đưa vào trong da của con. À, bởi vì cái làn da của con là làn da tổn thương, các bé nó gãi rất là nhiều nên là nó dễ bị rớm máu lắm, nên là những cái gì dùng lên da của con là những cái gì mà ít hóa chất nhất, bởi vì nó dùng lên là nó thấm thẳng vô máu rồi, và nó còn hơn thức ăn nữa. Thức ăn các bạn ăn vào các bạn phải qua cái màng ruột, đó là cái màng lọc, còn cái gì thoa lên da con mà thì nó sẽ thấm thẳng vô máu, nên là mình sẽ ưu tiên những cái loại gì mà nó sẽ tự nhiên ha. Thì trong Viva là thường là mình thấy là những cái thành phần đa số là theo khuynh hướng là hỗ trợ cho làn da theo khuynh hướng tự nhiên để giảm cái hóa chất nhiều nhất đó. Rồi, vậy thì những cái kho bên ngoài thì đa số là mình gọi là đi giải quyết cái phần ngọn. Thì mình tưởng tượng cái cây á, cái cây trồng á, thì cái phần ngọn là hoa lá cành, là cái làn da của mình, nhưng mà mình chỉ xử lý cái bên ngoài thôi, là mình đi cắt cái phần ngọn. Thì nó bao gồm là kháng viêm, dưỡng ẩm và kháng sinh, là chủ yếu là mình xử lý cái phần ngọn là chính. Còn nếu mà mình muốn xử lý cái phần gốc, là mình hiểu từ đầu mình chia sẻ đó chính là do gen quy định, đó là cái phần gốc, thì mình phải đi chăm sóc cái đường ruột. Để mình, đối với các trẻ sơ sinh và trẻ nhũ nhi, thì mình giúp cho con hoàn thiện cái đường ruột cho con tốt nhất bằng cách là đưa cho con về sữa mẹ nè. Bởi vì trong sữa mẹ là nó có cái đặc điểm là nó hoàn thiện đường ruột. Nhưng mà đối với các bà mẹ mà có rò rỉ ruột á, có nghĩa là bà mẹ có cái lối sống, có cái môi trường, có cái tinh thần này kia, thì phải điều trị cho bà mẹ nữa, để cho bà mẹ nhận biết được cái tình trạng của mình, để bà mẹ thay đổi thì nó sẽ hỗ trợ cho con. Tại vì bà mẹ đang ăn uống thì con bú mẹ mà, thì cái thức ăn nó sẽ qua sữa mẹ. Nên là nếu mà con đang bú mẹ trực tiếp thì cái mẹ sẽ cùng ăn với con, và điều trị cho mẹ là chính, và đặc biệt là 90% là cái vai trò của tinh thần, để giúp cho hoàn thiện đường ruột. Khi nào cái đường ruột của con là cái rễ cây á, cái cây mà nó muốn tốt thì cái rễ cây phải tốt, thì cái phần gốc đây là cái rễ cây, mình đang chăm cho rễ cây thì đó chính là cái đường tiêu hóa. Mà muốn cái rễ cây tốt thì phải đất nuôi dưỡng nó tốt, thì cái đất nuôi dưỡng nó là gì? Đó chính là dinh dưỡng. Đất là dinh dưỡng, còn môi trường ảnh hưởng là thời tiết, là khí hậu này kia, đôi khi mình phải chấp nhận, mình không thể nào mình thay đổi nó được. Khí hậu thời tiết thì sao mình thay đổi, không khí ô nhiễm thì sao mình thay đổi, cái môi trường ô nhiễm mình không thay đổi, mình chỉ có ý thức mình hạn chế thôi, và mình cải thiện môi trường trong cái khu vực bé ở này kia thôi, chứ mình không thay đổi được. Thì mình sẽ đi vào cái phần dinh dưỡng, và hồi nãy cái nghiên cứu có nói là dinh dưỡng ảnh hưởng đến 70% ha. Rồi cái thứ hai nữa là nhiều bé đi khám thì thông thường á đa số là thoa thuốc và không có được tư vấn về cái phần dinh dưỡng, không có hiểu về cái nguyên nhân gốc là do gen, và không có biết cái cách để tắt cái gen. Vậy thì thường là người ta nói là lớn thì nó hết rồi, vậy thì bây giờ tràn da ngày lớn cũng hết, vậy là mình có cần có điều trị hay không, hay là mình chỉ cần chú ý đến cái phần ngọn hay thôi. Thì cái này, cái câu hỏi này thì người ta nói nếu mà mình chỉ chú ý đến phần ngọn, mình hỗ trợ cái làn da bên ngoài thôi á, kháng viêm, kháng sinh hoặc dưỡng ẩm thôi, thì nó không có hết được cái gốc. Thì theo cái diễn tiến tự nhiên của tràn da là gì, thì người ta thấy diễn tiến tự nhiên là thường là sau khoảng 5 đến 10 tuổi thì thường cái tỷ lệ tràn da nó có giảm, và qua tuổi dậy thì nó có thể giảm, nhưng nó sẽ biểu hiện ở những dạng khác của gen dị ứng, đó chính là viêm mũi dị ứng, hoặc đôi khi nó là hen suyễn. Thì cái hình này cho mình thấy có sự liên quan giữa tràn da, hen suyễn, viêm mũi dị ứng và dị ứng thực phẩm, nó có sự liên quan. Nên là nếu không điều trị gì hết thì đôi khi nó cũng có thể giảm bao nhiêu phần trăm đó, nhưng những cái phần khác thì nó bị kích hoạt lên, và cái đó là cái diễn tiến thông thường. Vì khi không điều trị gì hết thì cái gen này nó vẫn còn, tại vì nó vẫn còn cái yếu tố môi trường bên ngoài, yếu tố dinh dưỡng, yếu tố tinh thần không thay đổi gì hết thì nó vẫn còn. Đó là cái câu hỏi, và nó diễn tiến. Mình nhìn cái bức tranh này mình hiểu được một người mang gen dị ứng là như thế nào nha. Rồi rồi những cái mà đầu tiên, vậy thì bây giờ điều trị trầm da thì mình điều trị cái gì? Thì cái hình này nó cho mình biết là một người mà muốn điều trị trầm da đồng hành tràm á, thì nó bao gồm những cái yếu tố này sau đây. Những cái yếu tố mà gây rò rỉ ruột thì mình thấy là hồi nãy có cái hình á, nó gây ảnh hưởng đến cái đường ruột của mình á.
thì đa số mình thấy trong đó khoảng chừng 60 đến 70% là nó nằm ở trong gian bếp của mình rồi. Nên đầu tiên là mình phải set up lại gian bếp để mình tìm những cái sát thủ giấu mặt mà gây viêm. Đó là những cái gia vị bếp nè, những cái hóa chất trong những cái gia vị nè, hoặc là một số cái thức ăn, hoặc là chất bảo vệ thực vật, chất tiệt trùng hoặc là gì đó. Đó nó nhiều lắm. Mình sẽ set up lại cái gian bếp và chất tẩy rửa rồi xà bông giặt rồi này kia, mình đổi qua hướng từ công nghiệp mình đổi sang hướng tự nhiên, mình dùng cho nó an toàn. Rồi, cái thứ hai nữa là dinh dưỡng nó có chiếm vai trò 70% để nó bật cái tắc gen. Thì cái dinh dưỡng này rất là quan trọng. Và trong trần da nó có tới 3 giai đoạn lận. Giai đoạn 1 là giai đoạn mà thải bỏ, hoặc là còn gọi là cái giai đoạn đào thải. Thì giai đoạn này là cái mục đích là nó giống như mình tưởng tượng cái ngôi nhà của mình á. Cơ thể mình là ngôi nhà, thì mình đi tìm những cái thùng rác để mình đổ bỏ. Khi nào mình dọn sạch hết rác trên cơ thể rồi, thì cái ngôi nhà nó sạch hơn rồi. Đó, và kèm theo cái đường ruột của con nó hoàn thiện rồi thì bắt đầu nó lành dần. Và khi mà đi tới giai đoạn 2 là bắt đầu mình test thực phẩm lại cho con, mình ăn đa dạng hơn. Và giai đoạn 3 là lúc đó là nó đã cắt được đuôi chàm, nó đã hết được, nó tắt hoàn toàn cái gen chàm. Thì mình sẽ duy trì một cái lối sống và một cái thói quen mới, mình duy trì hoài. Tại vì trong giai đoạn đầu là giai đoạn gọi là thải bỏ, nó vô cùng quan trọng. Mình dùng cái dinh dưỡng kháng viêm trong giai đoạn này. Và giai đoạn này thường là nó kéo dài khoảng 4 đến 6 tháng, và tùy bé, có nhiều bé lâu hơn. Nhưng thông thường người ta sẽ thấy là khoảng 4 đến 6 tháng, và cái con số thời gian này nó cũng có cái ý nghĩa khoa học. Nó có con số khoa học chứ không phải mình muốn lấy nhiều mình lấy. Có nhiều bé nó nhanh thì có thể là 90 ngày là nó đã giảm rồi, nhưng mà có nhiều bé thông thường là 4 đến 6 tháng. Bởi vì sao? Bởi vì cái lớp da của mình đó, thì người ta thấy mỗi một tế bào da thì nó khoảng 40 ngày nó hình thành một lớp tế bào da mới. Cứ mỗi 40 ngày là nó hình thành một lớp da mới. Tại vì những cái da mà bên ngoài mình thấy là những cái lớp da bên ngoài. Và cái vai trò của mình đang điều trị, đang hỗ trợ là mình đang dưỡng nuôi những cái lớp tế bào da bên trong. Và những tế bào da bên trong này là được gen nó hỗ trợ. Tại vì cơ thể con nó đang mất cân bằng, nó đang viêm rất là nhiều. Thì mục đích của mình dinh dưỡng kháng viêm để đưa về trạng thái cân bằng của cơ thể. Khi mà cơ thể ở trạng thái cân bằng thì nó sẽ tắt cái gen. Thì lúc đó nó sẽ hết. Thì cái thời gian này là khoảng 4-6 tháng. Và khi mà mình điều trị bằng phương pháp tự nhiên thì thường kết quả nó đến một cách từ từ, chậm, và nó điều trị từ gốc nên là nó hết là nó hết. Chứ nó không có dai dẳng. Và trong quá trình điều trị thì nó có khả năng nhiều cái đợt tái phát bởi ảnh hưởng bởi những cái yếu tố môi trường bên ngoài. Và nãy giờ mình chia sẻ rất là nhiều rồi. Chích vaccine nè, con ốm nè, thực phẩm nè, môi trường rồi này kia, thay đổi thời tiết này kia thì nó sẽ có những cái đợt. Nhưng nhìn chung luôn á thì cái gen con nó dần dần nó giảm được khoảng 70%, nó tắt dần khoảng 70% bằng dinh dưỡng. Thì cái này nó rất là mới, và hiện giờ Tây y chưa có đưa cái này vô. Tây y chỉ có một số bác sĩ rất là ít ha để biết về cái này, hoặc một số bạn biết về cái này. Thì trong cái quá trình đồng hành là mình có cái nhóm về chàm da là mình hỗ trợ cho các mẹ, và có cái thời gian đồng hành là 6 tháng, ít nhất là 6 tháng, để thay đổi được cái thói quen và thay đổi được và hiểu được về đồng hành về cái việc dinh dưỡng đó là như thế nào. Bởi vì không có một cái công thức chung cho tất cả mọi người, mà trên nền tảng đó mình sẽ linh hoạt và mình theo dõi, rồi mình từ từ mình điều chỉnh từ từ. Đó, thì cái giai đoạn này là khoảng 4-6 tháng và được đồng hành. Rồi cái yếu tố thứ ba để giúp cho điều trị chàm da, tắt cái phản ứng viêm, để tắt được cái gen dị ứng, đó chính là môi trường. Thì môi trường ở đây 30%. Cái yếu tố ảnh hưởng đôi khi mình phải chấp nhận nó. Còn nếu mà một số cái mình thay đổi được thì mình nên thay đổi. Và một số cái mình thay đổi được thì nó đã cũng đã giảm được khoảng 10% cho đến 20% rồi. Trừ khi những em bé nào quá nhạy về cái môi trường, quá nhạy về cái thời tiết của này kia, thì trong quá trình lớn lên có thể là con xét nghiệm con dị ứng với cái gì để mình biết, mình hỗ trợ. Rồi, yếu tố còn lại cực kỳ quan trọng luôn là tinh thần, 90%. Thì cái yếu tố tinh thần ở đây mình đồng hành chuyện gì? Thứ nhất là mình sẽ đồng hành về tâm lý với các mẹ khi mà các mẹ có con đang chàm da mà đợt cấp, để các mẹ hiểu và các mẹ có dùng thuốc hay không dùng thuốc, tâm tư tình cảm của các mẹ như thế nào, nhìn con như thế nào, mình biết thời gian cái đợt cấp này là mấy ngày hết. Rồi mình hỗ trợ về cái tinh thần ở đây là mình hỗ trợ cho các mẹ biết cái cách để giúp cho mình kích hoạt cái hóc môn hạnh phúc của bà mẹ lên, bởi vì cái năng lượng của bà mẹ nó ảnh hưởng trực tiếp tới đứa con, và đặc biệt là chàm da là một trong những cái ta gọi là cái bệnh này ta gọi là nghiệp á. Nghiệp là gì? Là một cái cơ hội, một cái bài học
nó đến với mình để chi, để cho mình biết mình thay đổi cái lối sống của mình, nên là mình không có buồn khổ vì nó, mà nó mình xem nó là một cái cơ hội để cho mình thay đổi và mình biết được trước giờ những cái yếu tố nào. Thì cái năng lượng của mẹ, cái cách hỗ trợ cho mẹ về kích hoạt cái năng lượng hạnh phúc của mẹ lên, cái năng lượng gửi đến con, cái những cái cách, cái tình yêu thương gửi đến bé và gửi cái sự bình an đến bé, thì khi nào con sống trong một cái môi trường gọi là cái năng lượng, có cái năng lượng bình an, năng lượng tình yêu thương của mẹ, thì nó sẽ rất là mau lành. Thì đồng hành tinh thần là đồng hành chỗ này, tại vì đa số các mẹ có trầm gia kết lắm, chắc chắn là có kết trong này, nên là nó gọi là vai trò chính khi mà đồng hành trong quá trình trầm gia. Khi mà các bạn tư vấn sản phẩm thì các bạn nhớ, mình chỉ cần đồng cảm và lắng nghe với các mẹ là mình đã hỗ trợ cho các mẹ cũng được khoảng 90% rồi đó. Khi mà mình nghe cái sự tâm sự, cái sự, cái nỗi này, cái lo lắng này kia, và thường nó sẽ xuất phát từ những cái dường như là khi quá trình đồng hành mình mới hiểu là mối quan hệ nè, không được người nhà ủng hộ nè, rồi nhiều cái ở trong này, thì đó là cái quá trình về đồng hành về tinh thần. Thì rải rác trong cái này thì nó sẽ có những cái đợt tái phát, thì mình cần chờ cái thời gian để cho hệ cơ quan của con nó hoàn thiện, nếu là các bé nhỏ. Còn đối với người lớn thì mình phải đi chữa lành đường ruột, có nghĩa là mình chữa lành cái rò rỉ ruột, nó liên quan đến lợi khuẩn của người lớn và liên quan đến cái hệ miễn dịch của người lớn. Thì mình khi đồng hành với lại những người lớn mà bị chàm da thì mình phải hỗ trợ thêm về cái phần này nữa, và thay đổi cái lợi khuẩn của mình đi. Và cái miễn dịch đấy ở đây đó chính là cái những cái vitamin, tại vì cái đường ruột của mẹ bị như vậy thì mẹ cái sự hấp thu vitamin của mẹ nó sẽ ảnh hưởng hấp thu những cái vi khoáng, đặc biệt là vitamin D. Rồi hiểu thêm về cái những cái đợt mà tiêm vaccine thì con sẽ bị tái phát, thì mình sẽ đồng hành, mình nói trước với các bà mẹ những cái trường hợp này. Rồi sức khỏe gia đình, những người đó, về cái kinh tế của người đó như thế nào, người đó có vận động hay không này kia. Thì đây là tổng hợp của quá trình đồng hành điều trị chàm, là bao gồm tất cả những cái yếu tố này. Các bạn thấy khó hay dễ? Khi mà có kết hợp đủ cái yếu tố này thì trong khoảng thời gian 4-6 tháng, cái tỷ lệ chàm da nó biểu hiện dần. Mình không có nói hết mà mình chỉ dùng từ giảm thôi, thì nó sẽ giảm được khoảng 70%. Các bạn thấy khó hay dễ? Kiên trì dữ dội, cần sự dài hơi, đồng hành tinh thần và yêu thương đến con. Thật sự cái điều trị chính đó là chính là điều trị từ tinh thần đó. Các mẹ chấp nhận, bởi vì các mẹ hiểu đây là cái hành trình của bé. Có nhiều bé bác sĩ Phương đồng hành chỉ cần 3 tháng là nó hết rồi, nó đỡ hẳn luôn đó, nó lành lặn. Nhưng mà có nhiều bé 6 tháng cứ trầy trật hoài, nhưng mà những bà mẹ nó stress cực kỳ stress luôn. Nên là cái đồng hành tinh thần ở đây mới là chính. Và cái cách mà mình hỗ trợ cái nguồn năng lượng bình an, năng lượng yêu thương để cho bé cái tần số năng lượng nó cải thiện. Mình sẽ hướng dẫn bà mẹ cách thư giãn như thế nào, rồi cách ăn uống rồi này kia. Chứ ăn uống mà vẫn kết, mẹ ăn uống mà các mẹ không có niềm tin, không có kết thì cũng không có thành công. Rồi, thì đây là một cái quá trình đồng hành chàm ha. Còn những cái mà mình hỗ trợ bên ngoài thì mình sẽ giúp cho các bà mẹ thấy thường. Cái tâm lý chung là phải thoa cái gì đó, không thoa là con không được. Tại vì hầu như ai cũng nghĩ là thoa là mới hết chàm da. Đó là cái ý nghĩ chung của mọi người. Nhưng thật sự nó là hỗ trợ rất là tốt, nhưng nó không có cắt được cái gốc. Nó không có cắt được gốc. Nhưng mà nếu một số bé mà chỉ là nhẹ thoáng qua cái gen dị ứng, nó bị kích ứng một thời gian thoáng qua, có thể là chỉ cần cái thoa bên ngoài thôi, nhiều khi nó đã giảm. Và mẹ chỉ cần có cái tư duy mới, chỉ cần gửi cái đến cái nguồn năng lượng từ của bà mẹ, là năng lượng gửi đến con cái sự bình an và yêu thương thôi, là nhiều khi nó hết nhanh lắm, cực kỳ nhanh. Rồi, tại vì mình có cái sự cộng hưởng kết hợp chung ha. Đặc biệt là cái phần về cái lối sống. Rồi thì cái này là mình một số cái thức ăn á thì nó sẽ nó hơi bị nhiều á, nó hơi hơi nhiều, thì mình hẹn một cái buổi nào khác. Còn hôm nay thì 9 giờ mấy rồi, thì mình sợ là cháy chương trình của bên gia đình Viva của mình, nên là mình chưa có đi sâu vô phần dinh dưỡng được. Tại nếu mình đi sâu vô nữa thì sợ là cháy giáo án làm cho các bạn sẽ bị trễ giấc ngủ của các bạn. Nên là mình sẽ tạm thời mình sẽ ngừng ở đây, và mình chia sẻ với các bạn một số cái tình huống thôi. Các bạn đợi mình xíu nha.
Cô Phương ơi, có hai câu hỏi cho em nè, cô Phương ơi. Hai câu hỏi của bạn Thường Vũ Thúy Hằng này. Cái mạng của Phương nó đang chậm nhưng Phương chưa mở lên được nhà Thủy. Nó đang đứng máy nhà. À, bạn Vũ Thúy Hằng hỏi. À, nhà mình có cả ba thế hệ đều bị viêm viêm da cơ địa nhưng đều sau 18 tuổi mới bắt đầu biểu hiện như là viêm da cơ địa diễu đây diễu thao. À, mẹ mình sau 40 tuổi mới bắt đầu bị á sừng dù không thay đổi thói quen hay nữa. Trong nhà mình tắt dung giúp thủy nha. À lộn, tắt âm thanh ạ. À. À, rồi, con gái mình cũng bắt đầu bị á sừng sau 18 tuổi. Tất cả sản phẩm tẩy rửa trong gia đình 10 năm nay đã không dùng hóa chất, chỉ dùng sản phẩm sinh học. Không ai trong gia đình mình bị dị ứng với các thực phẩm nêu trên. Mình thì gần đây bị dị ứng các loại thịt từ gia cầm trở lên. Vậy có cách nào để giải quyết vấn đề dị ứng này ạ? À? Ừ, theo cái buổi dung lúc nãy thì có nghĩa là mình sẽ thay đổi chế độ ăn đúng không phải bác Phương? Từ là mình thay đổi cái bạch chế độ bạch tắc gen này. Rồi, à, trường hợp của bạn á, à, bạn tên gì ta? Để bác mình đọc trong cái comment à, giờ nó hiện lên. Chị ăn bạch mít lên đi ạ. À, ờ, đây mình đây rồi cái trường hợp của bạn đó là bạn đã nói là bạn đã chuyển đổi những cái dạng tự nhiên rồi hết rồi thì bắt đầu từ 18 tuổi thì bạn mới bắt đầu khởi phát chàm thì nếu mà theo một cái bức tranh mà lúc đầu mình có chia sẻ đó thì có nhiều người không có bị từ nhỏ đâu mà tới lớn lên thì mới bị có nhiều người là bị giai đoạn sau khi mang thai hoặc trước khi mang thai hoặc là 17 18 tuổi cái gì đó à, thì mới bị cái chàm da thì cái đó là do cái quá trình thay đổi về hormone, thay đổi về cái môi trường kèm theo là về cái tinh thần thì nếu mà đa số thì những người lớn mà bị chàm da thì đa số có thường kèm theo là cái rò rỉ ruột thì mình sẽ tìm hiểu về rò rỉ ruột ha. Thì có những cái yếu tố chữa lành đường tiêu hóa hỗ trợ cái lá gan của mình và hỗ trợ về mặt tinh thần thì từ từ nó sẽ giảm. Tại vì sao? Tại vì cái quá trình viêm mãn tính này nó đã kéo dài tới mấy chục năm tới bây giờ rồi. Nên là cái cơ thể mình nó có thể nói là nó đã thích nghi rồi. Nhưng mà cái đường ruột của mình thì nó phải có cái quá trình gọi là chữa lành đường ruột. Hay là còn gọi là chữa rò rỉ ruột. Thì cái chữa rò rỉ ruột này nó có tới 5 bước là trong quá trình đồng hành đó, nó có 5 bước. Thì bước đầu tiên cũng là thải bỏ. Thì bạn đã làm được cái gì tốt rồi thì bạn sẽ làm những cái bước khác. Rồi cái thứ hai là thay đổi về lợi khuẩn ruột nè. Cái thứ ba là sẽ tăng cường cái dinh dưỡng kháng viêm và mình hiểu được những cái thức ăn nào làm kích hoạt lên cái phản ứng viêm. Tại vì cái like hiện giờ cái mạng nó yếu quá nên là nó trắng bóc. Mình đang muốn chia sẻ những cái thức ăn nào. Thì giờ mình khỏi còn mở slide mình nói không thôi. Thứ nhất là những cái thức ăn mà nó chứa rất là nhiều cái histamine, nó chứa rất là nhiều cái amin, cái chất MSG, cái acid salicylic và một số cái chất khác nữa thì những cái thức ăn này nó sẽ làm vẫn còn kích hoạt cái phản ứng viêm bên trong cơ thể của mình kèm theo mình có cái hiện tượng rò rỉ ruột là những cái lông ruột mình nó không có dính chặt lại với nhau như gì thay vì nó dính chặt lại với nhau gì thì giờ nó có những cái đứt gãy thì nó có những cái khoảng hở như vậy nè. Lý do vì sao cái gì mà làm cho nó đứt gãy thì đó là nguyên nhân mà làm cho nó đứt gãy nó bao gồm đầu tiên hết là stress. Cái thứ hai nữa là thuốc. Những cái thuốc mà mình uống á, trong quá trình trước giờ. Cái thứ ba nữa là môi trường sống. Những cái độc hại, những cái thức ăn mình ăn chưa chắc là thuốc trừ sâu rồi. Những cái mà mình ăn cái chế độ ăn nhiều khi là mình ăn những cái thức ăn gây viêm rất là nhiều hoặc là những cái chất ứ động ví dụ histamine hoặc amin hoặc MSG hoặc là salicylic hoặc này kia đó. Thì trong quá trình đồng hành dinh dưỡng thì mình sẽ có những cái bài cho các bạn biết là thức ăn nào là thức ăn chứa histamine nhiều, thức ăn nào là có amin nhiều, thức ăn nào có MSG để chi để mà mình biết được mình hạn chế nó chỉ trong quá trình viêm thôi mình hạn chế và khi mà cái ruột của mình nó lành lặn rồi nó hết rò rỉ rồi nó dính chặt lại với nhau như vậy rồi
thì dù các bạn có ăn lại cái thức ăn đó thì nó cũng không còn phản ứng nữa, bởi vì nó dính chặt lại thì những cái gì mà nó đã được tiêu hóa nó mới hấp thu vô, và những cái chất gì mà tốt cho cơ thể nó mới hấp thu vô ha. À, rồi mình thay đổi cái hệ lợi khuẩn của mình nữa, và cái khuẩn ruột của mình về lâu về dài nó có thể nó phát triển cái chủng nó không có lợi cho mình, nên là mình bổ sung những cái lợi khuẩn có lợi. Rồi mình hỗ trợ về, đối với người lớn thì hỗ trợ về những cái tăng cường những cái hormone hạnh phúc và cái năng lượng, gọi là cải thiện cái tần số năng lượng qua vận động, qua hít thở, qua những cái suy nghĩ tích cực, qua cái thư giãn đúng chất ngủ giấc nghỉ á, ngủ nghỉ. Đó là những cái cách hỗ trợ cho mình để giảm bớt. Và trong quá trình đồng hành thì bác sĩ Phương có đồng hành với một bạn, và bạn đó bị chàm da đã hơn 20 năm. Để làm sao mình chia sẻ được ta? Nó đang đứng máy, đợi chút xíu mình sẽ chia sẻ cho các bạn coi. Bạn đó chàm da đã 20 năm và bắt đầu từ cái lúc đại học á, là bắt đầu bạn bị stress. Mà bạn bị stress là có vấn đề về gia đình nữa, nhưng mà khi mà người ta nói với mình thì người ta không có lẽ nào nói hết, thì đâu có ai hỏi đâu, người ta cứ nghĩ là ừ nó là vậy thôi, nhưng mà thật sự hỏi ra nó có những cái vấn đề bên trong. Đó thì bạn bị từ bắt đầu từ đại học bạn bị, rồi tới thời điểm bạn gặp mình là bạn nói trong 20 năm qua em đi hết tất cả các bệnh viện lớn rồi, bao gồm là bệnh viện đại học y dược, rồi bệnh viện da liễu, da liễu trung ương, rồi nói chung là những bệnh viện lớn em đi hết, và em chỉ thấy là chỉ cho em cái thuốc thoa, rồi kháng sinh, thuốc già dị ứng, rồi chỉ bao nhiêu thôi, kháng viêm. Rồi về dinh dưỡng thì kêu em ăn kiêng một số cái món ăn dưỡng, rồi hết rồi. Đó, có nhiêu thôi, thì các bạn không có tìm ra được cái hướng nào khác. Thì bạn đến với mình bởi vì bạn nghĩ là bạn sẽ có một cái hướng nào khác đó. Thì khi mà bạn thay đổi về dinh dưỡng, thay đổi mình, bạn hiểu được cái về vấn đề nghiệp nữa. Nghiệp là gì? Là những cái bài học trong cuộc sống, là bạn có cái bệnh lý đó, bạn hiểu đó là do stress, làm sao bạn thay đổi. Thì dần dần hiện giờ cái gen, cái biểu hiện của bạn nó đã giảm được cái 70% rồi. Mặc dù lâu lâu bạn biết là bạn ăn những cái thức ăn nào bạn thèm, bạn ăn tầm lum tầm la, đi với công ty, đi với cơ quan bên ngoài bạn ăn đó, là bạn biết là bạn về bạn ngứa, là bạn biết là bạn sẽ ngứa. Và bạn khi bạn ngứa thì bạn biết cách làm sao để giảm ngứa trong cái thời gian mà nó bị tái phát lại, bằng cách những cái thực phẩm kháng viêm. Những cái ngày đó thì bạn hay uống thuốc kháng viêm, thì giờ bạn biết là thực phẩm kháng viêm nó có thể hỗ trợ cho bạn. Rồi bạn biết cái cách yêu thương cái làn da của mình nhiều hơn. Bạn dưỡng ẩm cho nó, bạn xịt khoáng. Thì trong những cái nhóm mà Phương đồng hành về chàm da đó, thì các bạn đa số là cái bước mà hỗ trợ chăm sóc da. Bước đầu tiên là xịt khoáng Viva. Và sẵn đây thì khi mà trong gia đình Viva thì mình cũng có đề nghị Viva, gia đình Viva một cái điều một cái đề nghị này luôn. Là nhờ bạn Chi hỗ trợ, hoặc là nhờ chia sẻ với lại sếp Jenny là mình thấy các bé chàm da hay mua những cái chai xịt khoáng, nhưng mà con dùng rất là nhiều, hầu như là con xịt liên tục á, con dùng liên tục mà không có thể nào xịt được, mà mày phải đổ ra cái chai khác, hoặc là lấy cái nắp đổ vô cái miếng tăm bông á, rồi hoặc là đổ vô cái gạt, đối với các bé mà bị nặng là phải đổ vô cái gạt luôn để tắm cho con, để chi giảm bớt cái chuyện mất nước. Và cái khoáng nó giúp hỗ trợ trên da con, nó sẽ dịu dần, nó dịu dần cái ngứa của con. Thì mình thấy mẹ dùng mà mình xót tiền cho mẹ luôn á, tại vì nhiều quá những cái nhỏ không thì nếu được thì mình có thể mình chế ra những cái giống như là những cái lọ nước muối, mà cái bình to đó để dành cho những cái bé nào chàm da mà bị cái diện tích nhiều hoặc nặng, thì con sẽ dùng nó đỡ mua liên tục hơn. Thì mình có những cái bình đựng nó to hơn. Rồi cảm ơn bác sĩ Nam Phương rất là nhiều. Thì chia sẻ truyền thông lại, truyền tải lại cái thông tin này cho bên công ty, để công ty có thể có một cái hướng hỗ trợ cho các bé chàm da tốt hơn ha bác Nam Phương ha. Dạ, cảm ơn chị. Thì cái bước đầu tiên là xịt khoáng, bước thứ hai là thoa dưỡng ẩm. Thì thông thường mình khuyên các mẹ cái dưỡng ẩm thì thông thường là những cái loại nào mà nó không quá chất. Mình phải biết cái cách đọc nhãn sản phẩm, nhãn thành phần, để khi mình ưu tiên những cái loại mà không quá chất. Thì mình đưa ra rất là nhiều lựa chọn nha các mẹ, và mỗi người sẽ có cái lựa chọn khác nhau.
và có cái lựa cái gọi là cái lựa chọn của mẹ thì mẹ phải chịu trách nhiệm với nó, bởi vì đâu phải là bé nào nó cũng phù hợp hoặc là người nào cũng phù hợp với cái sản phẩm này. Đôi khi mình dùng mình thấy là ừ nó sẽ phù hợp với cái này, nhưng mà đôi khi người khác sẽ phù hợp với cái khác. Thì cái đầu tiên, cái tiêu chuẩn đầu tiên là mình lựa chọn là những cái gì mà ít quá chất nhất, không quá chất thì sẽ giúp cho mẹ lựa chọn những cái loại đó. Thì đó là hai cái bước chăm da. Trong trường hợp chăm da thì và mình yêu thương cái làn da của mình bằng cách là mình massage lên nó, thì cái đó cái bé nhỏ nó ngứa nhưng mà nó gãi nó càng chảy máu, nó không có biết cái cách ngừng lại. Thì mình sẽ hỗ trợ những cái bài tập vận động, là trong quá trình vận động là mình chơi với con để con có cái sự phân tâm hơn, rồi mình biết cái cách massage cho con. Và trong quá trình massage là mình gửi đến những cái năng lượng yêu thương vô cái chuyện massage. Còn đối với người lớn thì mình nâng niu cái làn da của mình mà mình tác ý vào, và có những cái phương pháp khác hỗ trợ thêm nữa, ví dụ như những cái phương pháp bên diện chẩn hoặc là một số cái hỗ trợ thêm về cái vận động ngoài này kia đó. Thì sẽ khi mà mẹ tập trung hoặc là mẹ thiền á thì nó cũng hỗ trợ rất là tốt cho người lớn nữa. Rồi đó thì là cái câu trả lời của mình cho mẹ Hằng, thì không biết là mẹ Hằng sẽ nhặt ra được những cái ý nào mà mẹ thấy là mình có thể áp dụng được. Còn nếu mà vẫn có còn hoang mang nữa thì có gì sẽ liên hệ sau đó để tư vấn nhiều hơn. Cảm ơn bác sĩ, cái này chắc là phải liên lạc trực tiếp với bác sĩ để hỏi, tại vì là các cái vấn đề mà bác sĩ nêu ấy, những cái nguyên nhân ấy thì hầu hết là mình đã thực hiện hết rồi, mình đã thực hiện hết rồi, tất cả những cái vấn đề mà những cái nguyên nhân mà có thể gây ra dị ứng ấy thì mình đều đã giải quyết hết, tại vì là từ khi mình bị thì là mình đã tìm những cái để giải quyết các cái vấn đề đấy rồi, và khi mà mình sinh con ấy thì mình trong nhà là không, gần như là không còn các cái tác nhân đấy nữa. Thế nhưng mà không hiểu vì sao mà đến năm 18 tuổi nó vẫn cứ bị, và hay bị là bị á sừng ấy. Còn cái việc mà mình bị dị ứng, ví dụ như là mình bị dị ứng với mồ hôi này, hay là dị ứng với cả bụi thì mình không nói, thì cái đấy là mình không nói rồi, nhưng cái vấn đề là bị á sừng ấy bác sĩ, là cả mẹ mình với cả con gái mình đều bị. Mẹ mình thì đến ngoài 40 tuổi mới bị ấy. Và Thông thường mình nói là mấy cái đó mình biết hết rồi, nhưng mà cái phần dinh dưỡng kháng viêm thì mình chưa biết bạn áp dụng như thế nào. Thì nếu mà có cơ hội thì mình sẽ hỏi thêm về cái này, cái phần dinh dưỡng thêm. cảm ơn bác sĩ, cái này là sẽ liên lạc trực tiếp thì nó sẽ cụ thể hơn. Tại vì Cảm cái ơn bác sĩ. chế độ ăn ngoài này kia của mình nữa, rồi những cái yếu tố môi trường, nếu mà bạn xét nghiệm dị ứng thì đôi khi nó không có ra, nhưng mà chưa chắc là nó không có. Và đôi khi những cái mà nó xét nghiệm ra thì ngay thời điểm đó nhiều khi nó không có chính xác đối với thời điểm khác, tùy theo cái mức độ viêm trong cơ thể của mình. Thì đó chỉ là một cái gợi ý cho mình thôi. Thì mình đôi khi mình chưa hết thì nó còn một cái giải thích nữa là cái phần gọi là những cái bài học trong cuộc sống mà mình phải vượt qua, thì nó sẽ hỗ trợ về cái phần tinh thần, về phần năng lượng thì nó sẽ sâu hơn. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, cảm ơn mẹ Hằng. Rồi, cảm ơn chị Hằng. Và chị Hằng inbox Bác Phương nha. Cần em hỗ trợ gì thì nhắn em nha. Ok, chị cảm ơn Thủy. Dạ, trên trên đám chat thì có mẹ Hà Linh có hỏi là bác cho em hỏi là em có hai bé đều có dấu hiệu của viêm da cơ địa, chủ yếu là ở mặt, ngoài xịt khoáng liên tục thì em có bẩm da cho bé. Em muốn hỏi bác về việc bổ sung omega 3 cho con. Vậy có nghĩa là ba mẹ con nên chuyển sang ăn dầu chứa hàm lượng omega 3 cao như ô liu, hạn chế là cá ngừ, có đúng không bác? Không biết mẹ Hà Tiên còn ở đây không? Cái phần chất béo tốt thì thông thường mà omega 3 chỉ là một phần trong chất béo thôi. Ngoài ra trong thức ăn thì những cái loại, một số loại hạt nó cũng có chứa chất béo tốt. Rồi cái phần cá thì một số loại cá có dầu, nó cũng có chứa cái chất béo tốt. Ngoài ra thì nó còn trong những cái loại dầu, nó cũng có cái chất béo omega 3. Thì omega 3 nó chỉ là một cái thành phần
một cái thành phần rất là nhỏ trong cái chế độ ăn kháng viêm thôi. Tại vì khi mà mình ăn uống là mình cái dĩa thức ăn của mình là nó đầy đủ năm nhóm chất, thì chất béo nó chỉ là một trong năm nhóm chất, ngoài ra nó còn những cái chất khác nữa. Còn cái viên bổ sung vitamin bổ sung omega 3 đó thì thật sự trên thị trường hiện giờ nó rất nhiều, đôi khi nó chỉ đơn thuần nó chỉ lấy cái dầu cá hoặc đôi khi nó dầu ăn nữa mình cũng không biết đâu, tại cái giá nó dao động rất là nhiều. Cái omega 3 đó, và nếu mà omega 3 nó đúng là cái nguồn gốc đúng thì nó sẽ lấy từ cái con cá tuyết đó, là ở cái tầng sâu, thì là sâu ở dưới đáy đại dương đó. Và những cái con nào mà ở tầng sâu đáy đại dương thì những cái con đó có cái hàm lượng omega 3 rất là tốt. Và nếu mà đúng cái gốc của omega 3 thì cái thống nó rất là mắc luôn. Còn hiện giờ mình thấy trên thị trường là nó dao động nó rất là nhiều cái giá khác nhau, và cái nguồn gốc cái thành phần thì mình không có biết được. Nên là về cái chuyện mà bổ sung thuốc thêm á, thì mình không có trải nghiệm nên là mình không có kinh nghiệm về cái bổ sung thêm cái viên thuốc omega 3 ở ngoài, bởi vì mình không có tìm hiểu về nó, và mình thấy cái thành phần thì mình chưa có được cái gọi là cái niềm tin lắm, nên là đa số là mình sẽ bổ sung từ thực phẩm hoặc là từ dầu ăn, từ cái những cái loại dầu nào nó an toàn là nó tốt hơn. Còn đối với các bé bú mẹ thì cái nguồn chất béo trong sữa mẹ đó là cái nguồn bổ sung cực kỳ tốt cho con rồi đó. Cái nguồn chất béo trong sữa mẹ đó thì nó có DHA, nó có omega 3, là cái nguồn hỗ trợ cho con cực kỳ tốt luôn rồi. Thì trong ăn dặm thì người ta thấy, nếu mà các bé có kèm theo bú mẹ thì mình cũng không phải lăn tăn quá nhiều về cái chuyện chất béo đâu. Và chất béo nó chỉ là một trong năm nhóm chất trong cái dĩa thức ăn của bé thôi, chứ nó không phải là cái yếu tố hoàn toàn chính quyết định hoàn toàn ha. À, cảm ơn câu hỏi của mẹ mẹ xin đúng không? Mẹ À, Liên có à câu, mẹ Linh, mẹ Linh dạ. chắc là mẹ Liên có thể là đang chăm bé rồi. Không biết nhà mình còn câu hỏi nữa không? Chúng ta đi câu hỏi đi. Hôm nay bác Phương chia sẻ cái phần chạm da này, thực sự bản thân Thủy thì cũng nghe cũng coi dung, nhưng mà hôm nay là rất là nhiều cái kiến thức mà thực sự mình mới biết luôn á, mà cảm nhận được là nó rất là dễ hiểu, nó tổng quan. Và một điều nữa mà thì rất là thích, đó là chúng ta có thể dự phòng được nó, thay vì là mình phải 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 chịu nó, thì mình có thể dự phòng được nó, rất là quan trọng luôn, chứ chờ đến khi mà ra bệnh rồi thì chữa nó sẽ rất là cực. À, chị thấy có bạn Thúy Hằng với bạn Thu Võ giơ tay, thì hai bạn có còn câu hỏi gì cho bác Nam Phương nữa không? À, Thúy Hằng thì lúc nãy mới hỏi, có Hương Võ. Hương Võ ơi, Dạ em chào bác. À, bác ơi cho em hỏi về cái trường hợp này một chút xíu, là em có một bé gần 2 tuổi á, thì thi thoảng bé bị lên phát ban, nhưng mà xịt khoáng thì bé dịu đi cũng rất là nhanh. Nhưng mà gần đây á, là gần 1 tháng nay bé bị lên nổi rất là nhiều mụn nhỏ li ti ở vùng cổ, bị tấy đỏ và bị ngứa rất là khó chịu. Thì bé có được mẹ là đắp cái nước nước tiệt trùng, nước A và xịt khoáng cũng như là bôi kem ẩm á, nhưng mà đến cũng gần 1 tháng nay thì tình trạng đó nó mới giảm dần, và hiện tại là nó tạo cho trên cái lớp da cổ nó hơi sần sùi một chút xíu. Thì với cái biểu hiện đó có phải là một cái biểu hiện của bệnh chàm không bác? Cái câu hỏi của mẹ, nếu mà có thêm cái hình ảnh cho mình nhìn nữa thì nó rất là tuyệt vời ha. Thì thường chẩn đoán chàm thì nó thỏa những cái tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất là cái da con nó có khô hay không. Cái thứ hai nữa là cái thời gian nó có kéo dài ít nhất là trên 1 tháng hoặc là vài tháng hay không. Nó không có hề giảm gì hết và nó tái đi tái lại hoặc là nó kéo dài luôn. Cái thứ ba nữa là nó có tiền căn về dị ứng hay không. Ví dụ mình hỏi về ba, về mẹ, hỏi về cái tiền căn về liên quan đến thực phẩm của con ăn nó có dị ứng hay không. Đó đó là những cái yếu tố mình chẩn đoán con, và kèm theo cái hình ảnh của con nữa, thì đó là những cái thông tin để giúp cho mình chẩn đoán là con có viêm da cơ địa hay là con có chàm da hay không. Còn với thông tin của mẹ cung cấp cho mình là bé 2 tuổi trước đây hay phát ban, nhưng mà hiện tại gần đây thì bé nổi cái vùng cổ tấy đỏ rồi nó có mụn, rồi mẹ dùng nước A với lại khoáng rồi này kia gì gì thôi, thì cái này mình cũng không biết cái thời gian là bao nhiêu và cái da của con nó có khô hay không, nó có ngứa, nó có khó chịu hay không. Nếu mà có thỏa những cái mà mình nói thì đó chính là theo dõi viêm da cơ địa. Còn nếu mà không có giống như cái đủ cái tiêu chuẩn của mình nói thì đó là những cái gọi người ta gọi là kích ứng da cái vùng cổ nè,
Bởi vì sao? Bởi vì xung quanh cái vùng đầu mặt cổ của con nó có rất là nhiều những cái hạch bạch huyết, nó tập trung rất là nhiều, và mạch máu ở vùng này nó cũng là những cái mạch máu rất là nhiều, những mạch máu chính, mạch máu đi từ tim lên tới não nè, đa số là những mạch máu chính thôi, và xung quanh vùng này nó là những cái hạch bạch huyết nó cũng rất là nhiều, nên là cái hiện tượng gọi là thải độc, hoặc là một số bé nó chỉ bị một số vùng thôi, thì nó thường nó bị ở cái vùng cổ, vùng mặt, hoặc đôi khi vùng nách, vùng ngực, vùng bụng. Đó, đó là những cái nơi mà các bé thường hay biểu hiện cái chuyện mà nó da kích ứng hoặc là viêm da. Thì nếu mà cái thời gian của con mà dưới một tháng thôi thì thường người ta gọi là viêm da chung chung thôi. Còn nếu mà cái trường hợp mà nó kéo dài trên một tháng, thậm chí hai tháng mà cái da con nó có hơi biểu hiện hơi khô khô hoặc là nó cứ đỏ, đó thì có thể là mình hướng tới, mình nghĩ tới là có thể viêm da cơ địa. Và kèm theo cái tiền căn dị ứng của gia đình nữa, coi ba mẹ có cái tiền căn dị ứng gì nữa hay không. Và kèm thức ăn của con ăn, chế độ dinh dưỡng của con thường hay ăn cái gì. Tại vì 2 tuổi là cái thức ăn nó đa dạng rồi. Và đôi khi người nhà có cho con ăn mấy cái thức ăn mà công nghiệp không? Ví dụ như cái bim bim hoặc là những cái sản phẩm, những cái bánh này kia đó, thì trong đó nó có đậu nành, nó có lúa mì, nó có chất bảo quản, nó có những cái mà chất hương liệu phụ gia. Thì các bé nhỏ cái cơ thể của con nó nhạy lắm, và đặc biệt là các bé mà dị ứng, có gen dị ứng thì nó rất là nhạy luôn. Nó là những cái máy test hóa chất cực kỳ hiệu quả luôn. Có nhiều bé là không có gì hết, ngủ đêm sáng thức dậy đỏ, dù gì mình hỗ trợ đồng hành chàm da mình thấy là lằn nặng rồi, cái ngủ giấc thức dậy hỏi đỏ trơn luôn, nhưng mà hỏi lại thì mẹ cái ngày hôm trước mẹ có ăn cái gì đó, còn không thì bé có ăn cái gì đó, thì nó biểu hiện ra. Thì khi mà mình nhận biết thì mình thử, mình kiểm tra lại, mình tạm thời trong mấy ngày đó mình hạn chế những cái gì, hoặc là mình không ăn những cái gì, cái tự nhiên nó dần dần nó tự nó hết, nó cứ lặn nó nổi thì nó là những cái kích ứng mà đa số là từ thực phẩm, từ môi trường là chính. Mà không biết câu trả lời của mình thì mẹ Võ, Hương Võ có rõ hơn không ạ? Dạ em hiểu rồi bác, để có gì em chia sẻ lại với mẹ của bé để coi thử cái nguyên nhân chính là đâu. Tại mẹ của bé là cho bé bú hoàn toàn, với lại là bé là ăn dặm thô á, nên là cái vấn đề mà thực phẩm là mẹ cũng rất là kiểm soát về vấn đề an toàn. Do vậy không biết là cái nguyên nhân có thể là xuất phát từ môi trường hay là cái lối sống của mẹ có ảnh hưởng không. Dạ, bây giờ nó có một cái nguyên tắc nữa đây là mình sẽ không hỏi giùm, tại vì mình đâu có biết thông tin của cái người đó. Là nếu mà là con của mình thì bác sĩ Phương sẵn sàng trả lời, tại hồi nãy không có biết là bạn hỏi giùm. Thường là con của mình nắm được thông tin thì mình mới trả lời, còn nếu mà hỏi giùm người khác là mình phải hỏi trực tiếp với người đó. Chứ làm sao hỏi giùm, sao biết được hết cái trường hợp đó, mẹ cho ăn uống này kia như thế nào, rồi môi trường nước rồi này kia như thế nào, nó có nhiều yếu tố lắm. Dạ bác. Dạ, mời mẹ Thùy Trang. Vâng ạ, chào bác sĩ ạ. Thì bé nhà em là cùng trước đây là bị chàm, thì bây giờ bạn ấy biểu hiện bên ngoài không có bị chàm, mà hàng tối thì có nằm điều hòa, thì em có vẫn bôi kem ẩm V3 cho bạn ấy á. Nhưng mà ví dụ như là nếu như mà đi ra ngoài nắng á, là bạn ấy sẽ bị đỏ, đỏ mặt lên và có những cái nốt đỏ mà hiện lên luôn á. Thì trong trường hợp này là một là phải tránh nắng cho bạn ấy rất là kỹ đúng không ạ? Nghĩa là em hiểu là bạn ấy vẫn chưa khỏi hoàn toàn, hoặc là bạn ấy chưa có một cái làn da khỏe, nên là cứ mỗi lần mà đi ra nắng là bạn ấy kiểu gì cũng sẽ bị nổi nốt đỏ đấy đó. Bạn bao nhiêu tháng rồi ạ? Dạ. Bạn bao nhiêu tháng rồi? Bạn, dạ bạn ấy á, là 3 tuổi rưỡi ạ. À, là bạn đã 3 tuổi rưỡi rồi đúng không? Ừ. Vâng. Rồi. Chỉ ra nắng mới đỏ thôi, còn bình thường là không đỏ. Chỉ ra nắng thì con mới đỏ thôi đúng không mẹ Trang, hay là bình thường con cũng đỏ? Dạ, có nghĩa là đi ra nắng thì mới bị đỏ. Ừ, ra nắng mới bị đỏ thì thường cái đó là da con là da nhạy cảm, nó kích ứng bởi cái ánh nắng. Đặc biệt trong các bé chàm, thường các bé mà đi chàm da mà cái giai đoạn nó đang viêm thì thường da nắng, da đứa nào nó cũng đỏ đó. Nó sẽ đỏ nhiều hơn và nó mất nước nhiều hơn. Nên là các bé chàm, một số mẹ không có phơi nắng cho con được á, trong những cái giai đoạn mà nó nhiều, cái viêm nhiều á. Tại vì da nắng thì nắng nó bản chất, ánh nắng rất là tốt, diệt nấm rồi này kia rất là tốt và mang cái nguồn năng lượng rất là tốt.
Nhưng mà những cái lúc mà các bé nhiều quá thì con không có lo lắng được, thì đôi khi một số bé thì cần hỗ trợ thêm cái vitamin D nữa. Tại vì cái vitamin D là nó góp phần cho hệ miễn dịch. Và cái sản phẩm vitamin D mình dùng mình cũng phải biết lựa chọn cái sản phẩm vitamin D nào. Và nó mới là quan trọng, chứ hiện giờ thì trên thị trường vitamin D nhiều lắm, nhưng mà trong vitamin D nó cũng có hương liệu, hương dâu, hương này kia, hoặc nó có những cái chất làm ngọt, nó kết hợp trong đó, hoặc cái loại dầu trong đó là nó không phải là từ dầu ô liu mà những cái loại dầu khác, thì nó vô tình nó thêm vitamin D mà lại tiếp tục thêm một số cái chất khác đưa vào cho con nữa. Thì mình lựa chọn, thì trường hợp của mẹ Trang thì có thể là bác sĩ Phương nghĩ là nó con bị kích ứng thôi, nên là mình theo dõi theo cái lứa tuổi của con. Coi sắp tới thì con có bị hay không. Nhiều khi nó tới khoảng 5 tuổi, sau 5 tuổi hoặc giai đoạn như thì từ từ nó giảm và nó hết. Dạ, cảm ơn câu hỏi của mẹ Trang. Thì sẵn đây mình chia sẻ ha. Hồi nãy nãy giờ mình mở cái hình này không có được, nó đang đứng mạng, nghĩa là giờ mở lên được rồi thì sẵn mình chia sẻ luôn. Thì đây là những bé mới vào, nó bị rất là nhiều, nó cả người luôn đó. Thì trong quá trình đồng hành thì từ từ, thường là khoảng chừng 4 tháng, 3 4 tháng, ví dụ như bé này nè là ngày thứ 35 là con đã bắt đầu là con test lại những cái thực phẩm mà trước đây con ăn con bị dị ứng rồi đó. Khi mà nó bé mới vô với mình, ví dụ như bên tay phải là mình sẽ thấy nè, làm sao mở lớn ta, bên tay phải mình sẽ thấy mới vô là con bị khắp người luôn, mà đặc biệt cái mặt nó viêm rất là nhiều. Thì nó diễn tiến từ từ ngày 10 rồi ngày 15, rồi đây là cái ngày thứ 35 là mẹ chụp với mình là cái mặt như vậy. Nhưng mà mẹ khi mà mình đồng hành chào thì lúc nào mình cũng nói với mẹ là giảm, mình không có dùng từ hết, mình không có dùng từ hết, tại cái gen của con nó đã có rồi, nó có điều kiện thuận lợi. Nhiều như trong quá trình mình không còn đồng hành nữa, nhiều khi nó có những cái điều kiện thuận lợi hoặc là ăn uống hoặc là những cái gì khác thì nó có khả năng là nó tái phát lại. Nên là thường mình dùng cái từ là mình giảm. Và khi mà bé này là chỉ điều trị bằng dinh dưỡng thôi và kèm theo là xịt khoáng và dưỡng ẩm thôi, không có gì khác hết đó. Đây là cái ngày thứ 35 của con đây. Mà đặc biệt các mẹ chàng thì thường hay nhạy cảm, sợ chia sẻ lên thì thường là sợ giống như là bị tái lại á. Đây là một số mẹ thì cho phép chia sẻ thì mình mới chia sẻ, nên là mình có hình ảnh rất là nhiều nhưng mà mình hồng dư hồng không có chia sẻ, mình hiểu cái tâm lý á. Thì đây cũng vậy, những em bé này cũng vậy, mới vô nhưng mà từ từ rồi khi mà cái gen con nó tắt, và đặc biệt các bé dưới 2 tuổi tắt gen dễ lắm. Và trước đây khoảng 5 6 năm mình không có cái kiến thức này đâu, mình nghĩ là chỉ có thuốc thôi. Và khi mà thoa thuốc này kia bên ngoài thì mình diễn tiến tự nhiên của con là như vậy, mình chỉ nghĩ nói với người mẹ là trải qua được rất là nhiều những em bé như vậy thì mình mới hoàn toàn mình tin và mình trải nghiệm, mình thấy là dinh dưỡng nó vô cùng, nó kỳ diệu á. Và những em bé này đa số là đều trở về sữa mẹ hết, mới vô nếu mà có sữa công thức hay gì đó thì đa số là đều trở về sữa mẹ hết, hoặc là mẹ này cũng vậy. Đó, ban đầu vô cũng rất là nhiều rồi sau đó là sẽ dần dần nó giảm dần. Đó là các bé này rất là nhiều bé ban đầu Nghe vô nghe từ ở mặt, ở cổ, ở có cổ tay, mũi tai, cả người luôn, nhưng mà sau đó là rất là lành lặn. Và các bé này thường là khoảng chừng mới 12 tháng thôi, mình đồng hành khoảng chừng trong vòng 6 tháng thôi. Và nếu mà con có bị tái lại, mẹ cũng biết cách để hỗ trợ những cái đợt cấp cho con, hoàn toàn đã biết cách rồi. Và mẹ đã trải qua hầu như là 2 tháng đầu là cái giai đoạn thải bỏ đó, là các bé tái phát thường xuyên luôn. Rồi bé này cũng vậy ha, đây là mẹ bé của mẹ. Mẹ này là có 2 bé, bé đầu là mẹ đi theo đông y, mẹ đi theo đông y, mẹ điều trị thuốc bắc thuốc nam, và mẹ điều trị cho tới khi mà con 3 4 tuổi luôn, mẹ điều trị rất là nhiều đợt. Rồi sau đó bé bị hen suyễn. Rồi bé thứ hai mẹ vẫn tiếp tục mẹ điều trị giống bé đầu, nhưng mà mẹ cảm thấy mệt mỏi quá, và mẹ tìm gặp đến mình, có một cái sự kết nối có duyên thì mẹ tìm gặp đến mình. Thì bé hai chỉ là dinh dưỡng thôi, đơn thuần chỉ là cái phần về dinh dưỡng kháng viêm và kèm theo là dưỡng ẩm và xịt khoáng thôi. Thì các bé này đa số là đều là như vậy đó. Thì cái bước đầu tiên thông thường mình hỗ trợ các bé là đầu tiên là mình sẽ cho con cái xịt khoáng lên nè, và duy trì cái khoáng trên cái da con để nó giúp cho giảm bớt cái mất nước, bởi vì khi mà các bé nó khô da, nó ngứa, nó cứ gãi gì nè, khi mình đắp cái này lên nó dịu, và những cái chất khoáng nó động lên đây thì nó sẽ giúp dịu da. Nên là mình cũng rất là biết ơn vì bà ha, có khoáng vì bà thay vì kêu bé đi tắm biển. Và cái thứ hai nữa là mình học về bên cái khoa học về tâm thức, mình cũng hiểu là những cái chất khoáng muối này kia đó thì nó cũng có cái tính chữa lành rất là tốt. Thì các bé là bước đầu tiên thì con sẽ được
dưỡng liên tục. Rồi sau sau khi con đắp khoáng thì bắt đầu là sẽ thoa cái kem ẩm. Thì cái kem ẩm này là mình cũng tư vấn rất là rõ để cho các mẹ lựa chọn và các mẹ hiểu nó không phải là điều trị trầm da, nó chỉ là hỗ trợ cho cái da con thôi. Và cũng các bạn trong nhóm cũng biết rồi, nó cũng có những cái nhóm trầm da mà người ta điều trị theo phương pháp NCT là phương pháp không kem ẩm, không kháng viêm, người ta không có thoa kem ẩm gì hết đó. À, đó. Và đôi khi người ta cho sửa công thức này kia từ đầu nữa. Người ta kêu là đừng có bú mẹ, chuyển qua sửa công thức đi để cho nó đào thải ra ngoài, cho nó giữ, thì nó đào thải hết rồi thì từ từ nó hết. Nên là mình cũng không hiểu đó. Nhưng mà nhiều mẹ bên nhóm đó thì đến trong cái giai đoạn là quan trọng là cái niềm tin thôi. Thì cái thật sự những cái dưỡng hỗ trợ bên ngoài cho con thì nó giúp cho con một phần nó hồi phục lại cái chuyện khô da, hỗ trợ cho các bé rất là tốt. Ừ, còn phần chính vẫn là cái từ cái đường ruột, đợi cái đường ruột của con hoàn thiện và tránh những cái yếu tố làm tổn thương cái hệ lợi khuẩn là cái hệ miễn dịch của con. Và tới sau khoảng 2-3 tuổi trở đi là có hoàn thiện rồi thì những cái gen dị ứng nó không còn điều kiện để nó bật lên nữa. Bởi vì trong cơ thể của con nó không có còn cái cơ chế viêm nữa. Thì cái mục đích của mình là ức chế viêm để giúp lại cho cơ thể con nó trong cái trạng thái cân bằng. Dạ, yeah. Cảm ơn các những câu hỏi của các bạn ha. Biết ơn các bạn rất nhiều. Tại Nam Phương chia sẻ say mê quá. Mình thấy có những cái khoảng im lặng mình không biết là do mình chia sẻ nó không hợp lý thì sao mình thấy. Không, không, tại vì mọi người đang lắng nghe bác sĩ chia sẻ, sẽ chia sẻ các bạn đây giúp cho đam mê quá, cái mọi người cũng lắng nghe theo, cũng chơi theo cái chia sẻ của bác sĩ luôn. Dạ, yeah, cảm ơn cho chị Chi rất là nhiều. Biết ơn mọi người tới giờ này mà thấy cũng gần cả 100 người vẫn còn. Nghe say sưa luôn, bác sĩ nói mình cứ lắng mình nghe mà nghe hay cuốn hút gì đâu luôn á. Dạ, cảm ơn. Thật sự lắng nghe đó, có nhiều người đang nói là nghe say sưa và thật sự là lắng nghe. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã chia sẻ buổi tối hôm nay. Bây giờ cũng đã trễ rồi á bác Phương. Cho nên là nếu như các bạn còn bất cứ một câu hỏi nào nữa thì các bạn có thể liên hệ riêng với bác Phương ha. Bác Phương sẽ hướng dẫn với các bạn cách chữa trị nếu như mà da mình có vấn đề như thế này. Và Thủy ơi, em còn thông báo luôn các bạn mà nãy giờ có đặt câu hỏi cho bác Phương á. Dạ, nãy giờ em có nói lại mấy câu hỏi chị bây giờ hay là bác Phương ơi. Bây giờ Thủy đọc những cái bạn lúc nãy lên rồi bác Phương chọn ra hay là Thủy chọn đi, tại nãy giờ mình không để ý là đang tập trung mình không nhớ. Nên là rồi, Thủy cứ okay. Thủy cứ chọn. Kết quả mình sẽ gửi sau đi ha bác Phương, để tối rồi dạ, cho bác. Dạ dạ dạ. Dạ. Để gửi gửi sau đi cho các bạn hồi hộp chứ để giờ đi ngủ cho nó ngon. Cho nó hồi hộp. Dạ. Thì để công bố vào ngày mai 21 hả Thủy ha, mình làm canva mình công bố lên luôn hả Thủy ha. Dạ dạ. Rồi. Vậy đi ha. Rồi cảm ơn bác sĩ Phương rất là nhiều. Cảm ơn Thủy đã kết nối mời bác được bác sĩ Nam Phương tới chia sẻ cho gia đình V3. Cảm ơn các bạn V3 đã có mặt ở đây trong cái buổi chia sẻ tối nay. Bây giờ đã gần 10 giờ rồi nhưng mà các bạn vẫn rất là hăng say nghe bác sĩ Nam Phương chia sẻ. Bởi vì bác chia sẻ quá hay ạ. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Chúc cả nhà một buổi tối ngủ thật ngon nha. Yeah. Tạm biệt cả nhà. Rồi, cảm ơn gia đình V3 rất là nhiều đã hôm nay mình có cơ hội mình đến mình chia sẻ. Thật sự mình không có mệt, mình chia sẻ xong tối nay chắc mình mất ngủ á. Tại mình hiện giờ đang năng lượng nó đang tràn trề luôn á. Nhưng mà có điều là mình thấy mấy bạn im nên mình không biết là mình nói như vậy các bạn có hiểu không. Nhưng mà nếu mà các bạn hiểu mà có đấu giọng thì rất là biết ơn các bạn rất là nhiều ha. Mình cũng hy vọng là sẽ có nhiều dịp từ từ chia sẻ. Nhưng mà cái trầm da này nó khó một cái là do là cái phần về tinh thần, cái phần về môi trường này kia và cái gen á, nó mới và bây giờ các bé bị rất nhiều và các bà mẹ cũng bị rất là nhiều nữa. Nên là nếu mà mình có kiến thức thì mình sẽ là người bác sĩ tốt nhất của mình. Không có bác sĩ nào tốt bằng bác sĩ chính mình, là mình hiểu và mình có kiến thức thì mình sẽ. Còn những cái câu hỏi của các bạn á, thì các bạn hỏi là em vậy 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 đó, em phải làm sao, thì mình thật sự là mình trả lời chung chung. Nhưng mà nếu mà các bạn có được cái kiến thức các bạn học và các bạn tìm hiểu thì nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, bởi vì các bạn là người bác sĩ tốt nhất của mình và của con luôn. Yeah, chứ không có một cái gì gọi là cái công thức chung hết, tại vì mỗi người có cái gen khác nhau, có giai đoạn hormone khác nhau và
có môi trường sống khác nhau, có những cái lo suy nghĩ rồi cái môi trường xung quanh này kia cũng khác nhau, nên là không thể có một công thức chung, nhưng nó có tương đối thôi, có nghĩa là nó sẽ có những cái gọi là nguyên tắc mà nó không có thay đổi, và nó có những cái thức ăn rồi này kia người ta nghiên cứu những cái dạng mà dinh dưỡng kháng viêm á, nó rất là hữu ích luôn. Nếu mà mình chỉ cần mình biết thôi thì nó sẽ giảm bớt cái tỷ lệ mà dùng thuốc, rồi biết được cái chữa lành cái rò rỉ ruột á. Người lớn mình rò rỉ ruột nó không phải là biểu hiện qua chàm da không đâu, tại hôm nay cái zoom chàm da chứ thật sự rò rỉ ruột là nó biểu hiện rất là nhiều cái bệnh lý mãn tính khác, ví dụ như tiểu đường, cao huyết áp rồi này kia, nó biểu hiện nhiều lắm. Nhưng mà khi mà cái gen dị ứng nó bật lên thì nó biểu hiện qua dạng chàm da thôi, chứ nó nếu bật những cái gen khác lên thì nó sẽ biểu hiện những cái bệnh lý khác chứ không phải là chỉ có chàm da. Nó là như vậy, nên là các bạn dù sao thì các bạn cũng nên thả lỏng nha, thư giãn. Rồi từ từ mình có dịp, nhiều dịp mình sẽ gặp lại với nhau. Dạ, yeah, cảm ơn gia đình Viva rất là nhiều, cảm ơn các bạn đã đón nhận. À, cảm ơn Lâm nhiều buổi như vậy, làm nhiều buổi nha chị Phương. Chị Phương đang làm nhiều buổi chia ra bà bất phương đi mọi người. Dạ các bạn yên nha, mình bây giờ đã quen với bác sĩ Phương rồi, mình sẽ bà bác Phương ở còn thêm vài buổi. Rồi ok, các bạn cứ vô nhóm chặt da vào thoải mái luôn. Mình hiện giờ là mình đã xác nhận cái sứ mệnh mình sắp tới là mình sẽ đi hỗ trợ cho chàm da, bởi vì mình thấy cái cuộc sống của những bà mẹ mà có con chàm da và bản thân của các mẹ chàm da mình thấy thương lắm luôn á, rất là thương. Nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống rất là thương, nên là mình đã có cái sứ mệnh sắp tới là hỗ trợ chàm da, nên là cứ vào thoải mái nhưng mà nhớ vô nhóm chàm da là được. Rồi các bạn nhớ vào nhóm chàm da nha, để mà mình có thêm những kiến thức để chăm sóc da cho con và cho mình tốt hơn. Rồi cảm ơn bác sĩ Nam Phương rất là nhiều. Rồi tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn một buổi tối ngủ thật là ngon. Dạ, xin chúc các bạn ngủ ngon. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn bác sĩ Nam Phương, cảm ơn chị Jenny, chị Michelle. Thì xin phép tắt Dương nhé. Bye bye.